Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 121. Lúc Diệp Bắc Minh vẫn còn sửng sốt đứng tại chỗ. Mười mấy lão giả đế cuồng dẫn theo đã xông tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Một lão giả mặc áo bào đen tốc độ nhanh nhất, cách Diệp Bắc Minh không đến 10 mét, ông ta lộ ra một nụ cười hung dữ, chỉ là một tên phế vật cảnh giới nhập đạo còn con, lại dám tranh cướp phụ nữ với công tử nhà ta, mày chán sống rồi đúng không? Hả, cảnh giới nhập đạo? Lão giả áo bào phát hiện ra thực lực thật sự của Diệp Bắc Minh. Anh đã thực sự bước vào cảnh giới nhập đạo. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã vượt qua được hai cảnh giới lớn. Đáng chết, mày nhất định đã hấp thu nguyên khí của quận chủ Phượng Cửu, thế nên mới thăng lên cảnh giới lớn. Lão giả mặc áo bào đen gầm lên, chết cho lão phu. Ông ta cầm trong tay ma đao màu đen, chém về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay và nắm lấy ma đao. Muốn chết. Lão giả mặc áo bào đen tức giận cười lớn. Giây tiếp theo, năm ngón tay của Diệp Bắc Minh nắm chặt ma đao, đột nhiên dùng lực, một tiếng rắc rắc vang lên. Ma đao lập tức nổ tung. Sao có thể? Đôi mắt lão giả mặc áo bào đen co giãn mãnh liệt. Diệp Bắc Minh một quyền đánh ra, ầm một tiếng, hóa thành xương máu. Cái này, những lão giả vừa mới lao tới, nhìn thấy cảnh này tất cả đều bị choáng. Diệp Bắc Minh xoay người, lao thẳng về phía đám người, đến kiếm càn khôn chấn ngục cũng không sử dụng đến, chỉ dùng sức mạnh nhục thể thôi, đám đạo tôn này cũng không chịu nổi rồi. Bạo, bạo, bạo. Một quyền một người. Mười mấy cảnh giới đạo tôn nổ tung như dưa hấu, hóa thành xương máu. Tiểu phế vật, mày không phải cảnh giới hợp đạo sao, đế cuồng mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không ngốc. Vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề. Diệp Bắc Minh trực tiếp khóa chặt hắn ta, ảnh thuấn. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đế cuồng. Cút ngay. Lão giả thiên tôn đi cùng đế cuồng gầm lên một tiếng, chắn trước người hắn ta, gần như chạm vào người Diệp Bắc Minh. Hai bàn tay khô khốc, một tay hướng về đầu Diệp Bắc Minh. Một tay khác giống như đan vào nhau, chuẩn bị móc tim anh ra. Khi đôi tay khi chuẩn bị chạm vào Diệp Bắc Minh, lão giả thiên tôn cười hung dữ, tiểu phế vật, đi chết đi. A a a. Một cỗ đau đớn nứt gan nứt ruột truyền tới. Hai tay Diệp Bắc Minh nắm chặt lấy cổ tay lão giả, tàn nhẫn xé xuống. Rắc rắc, máu tươi trào ra. Hai cánh tay khô héo bị tách ra khỏi cơ thể cùng với gân cốt và huyết quản. Lão Sơn, đế cuồng kinh hãi kêu lên. Khí huyết cửa lão Sơn cuộn trào, gầm lên như dã thú, tiểu súc sinh, nhục thể của mày rất mạnh. Là lão phu đánh giá thấp thực lực của mày, đáng tiếc, mày vẫn phải chết. Nơi cánh tay bị rứt ra, vậy mà lại mọc ra một cánh tay mới. Mỗi tay cầm một thanh ma đao. Chém về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh há miệng phun ra, phần thiên chi diễm lao ra từ trong miệng anh. Bùm! Lão Sơn lập tức bị phần thiên chi diễm nuốt chửng, chỉ vài hơi thở đã hóa thành một làn khói. Đây là, dị hỏa, con mẹ nó, tên nhóc này vậy mà lại có dị hỏa. Đế cuồng sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Không dám ở lại thêm một giây. Đầu gối khuỵu xuống, giống như một mũi tên sắc nhọn tuột khỏi dây cung. Soạt! Trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn mét phía xa. Người đâu rồi? Quay đầu nhìn lại, Diệp Bắc Minh vậy mà đã không thấy đâu nữa. Giây tiếp theo. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, trên đầu hắn ta là chiếc giày hồi lực, hung hãn dẫm mạnh xuống. A! À, đế cuồng hét lên một tiếng, rơi xuống mặt đất như sao băng. Nếu không phải trên người hắn có một viên ngọc cổ của đế tộc phát ra một tia sáng, ngăn cản sức mạnh của một đòn này, thì e rằng đã bị một giẫm của Diệp Bắc Minh giẫm chết. Ngay cả khi như vậy, trên đầu của đế cuồng vẫn có một cái lỗ nhìn rất đáng sợ. Não hắn lắc lư, máu tươi chảy ròng ròng. Mẹ kiếp, con mẹ nó, đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Hỗn độn giới từ khi nào đã xuất hiện loại người này? Thế hệ trẻ này, đế cuồng ta gần như vô địch. Tại sao khi ta đối diện với hắn ta, một chút sức lực chống cự cũng không có, trong lòng đế cuồng điên cuồng gào thét. Hắn ta lấy ra một mũi khoan màu đen. Không chút do dự, hắn ta khoan xuống đất, một cái hố đen xuất hiện. Đi! Đế cuồng bước vào hố đen, muốn trốn vào lòng đất. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, năm ngón tay nắm chặt trong không trung. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong bàn tay anh, bay lên phía hư không, sau đó đâm mạnh xuống đất. A! À, từ sâu trong lòng đất vang lên tiếng hét đau đớn xé lòng.
Kiếm càn khôn chấn ngục bay ra, đế cuồng giống như một con chó chết, bị một kiếm xuyên qua. Toàn thân đầm đìa máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Mày rốt cuộc là ai? Khóe miệng đế cuồng run rẩy. Diệp Bắc Minh không trả lời, bước tới trước mặt đế cuồng, năm ngón tay nắm lấy trái tim hắn. Phụt! Một trái tim vẫn còn đang đập được móc ra, ép ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào chiếc bình nhỏ. Mày cần tinh huyết của tao làm gì? Đợi đã! Đế cuồng lập tức phản ứng lại, kinh hãi hét lên, cấm địa thiên ma. Mày muốn đi vào cấm địa thiên ma? Diệp Bắc Minh cười nói, chúc mừng, mày đoán đúng rồi. Nắm lấy chuôi của kiếm càn khôn chấn ngục, hấp thu. Khụ khụ, a! À. Cổ họng đế cuồng phát ra âm thanh như ho khan. Giây tiếp theo, một cỗ thi thể đã bị hút khô rơi xuống đất. Trong não anh vang lên một giọng nói, nhóc con, có người đến. Mau đi thôi. Diệp Bắc Minh vội vã sử dụng ảnh thuấn và biến mất. Ngay sau khi anh rời đi, vị trí anh đứng vừa rồi rung chuyển. Trong hư không mở ra một khe nứt, mấy chục bóng người lao ra, một người đàn ông trung niên mặc mãng bào gầm lên, cuồng nhi. Đế chủ, thi thể của công tử. Một lão giả đáp xuống đất, chỉ tay vào một cái xác khô. Cuồng nhi, không. Đôi mắt cửa đế chủ đế tộc gần như nổ tung, điên cuồng lao tới, ôm lấy thi thể khô héo của con trai mình trong lòng. Không. Không, là ai? Rốt cuộc là ai đã giết cuồng nhi? Đế chủ, công tử mấy ngày nay luôn ở phượng tộc theo đuổi phượng cửu quận chủ. Ông ta biết rõ sự việc. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì ở phượng tộc? Còn có việc phượng cửu mang về một người đàn ông, tiến vào loan phượng các. Công tử có lẽ vì chuyện này, ghen tị, cho nên. Chát. Đế Ngao vung tay cho ông ta một cái tát, đầu lão giả vừa nói chuyện nổ tung. Con trai của bổn vương, sẽ vì một người phụ nữ mà tranh đoạt ghen tuông sao? Lại còn mất đi mạng sống của mình. Ông ta gầm lên, truyền lệnh xuống, phượng tộc cấu kết với ngoại tộc, có ý đồ mưu phản. Đế cuồng con ta, phát hiện ra dã tâm của phượng tộc, muốn ngăn cản nhưng lại bị giết hại dã man. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phượng tộc, ha ha ha, nhà sư có thể bỏ chạy, nhưng chùa vẫn còn đó. Đi thôi. Đế Ngao xoay người, đi về hướng phượng tộc. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, trực tiếp đến khu vực mà tháp càn khôn chấn ngục không thể dò tìm. Phía trước, là một thành phố khổng lồ chưa hơn 10 tỷ người của ma tộc. Vô số người của ma tộc ra vào, cả tòa thành đều được bao phủ bởi một trận pháp kỳ lạ. Khu vực trung tâm của thiên ma thành, có một tòa cung điện cổ kính, uy nghiêm sừng sững đứng đó. Nhóc con, là nơi này. Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, nơi này, chính là nơi bổn tháp cảm thấy nguy hiểm nhất, nó ở trong hoàng cung thiên ma của thiên ma thành. Bổn tháp đoán, ở đây có một đại năng thượng cổ vẫn còn sống. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, một vị đại năng thượng cổ vẫn còn sống. Vậy ông ta phải bao nhiêu tuổi đây? Tháp càn khôn chấn ngục, trước đây một kỷ nguyên mới có thể gọi là thượng cổ. Có thể gọi là đại năng thượng cổ ít nhất phải sống 100 triệu năm. 100 triệu năm, là một con số đáng sợ biết bao. Nếu ở trên trái đất, tương đương với việc người này sống sót từ thời đại khủng long và chứng kiến từng quá trình tiến hóa phát triển của loài người, từ thời kỳ phong kiến cho đến tận xã hội hiện đại. Thật quá sức tưởng tượng. Đừng lo, chỉ cần tôi còn thì cho dù đại năng thượng cổ cũng không động tới nổi một cọng tóc của cậu. Với thực lực hiện tại của cậu, cho dù không giết chết được đại năng thượng cổ, cũng có thể dốc sức chiến đấu một trận, tháp càn khôn chấn ngục an ủi. Diệp Bắc Minh trầm ngâm gật đầu. Anh đã đột phá tới hợp đạo, là bất khả chiến bại dưới cảnh giới thiên tôn. Nếu thực sự đụng phải đại năng thượng cổ, còn có thể kiểm tra sức mạnh của bản thân một phen. Anh cũng không quấn quýt thêm. Đảo mắt liền nhìn về phía hoàng cung của thiên ma tộc, làm thế nào để đột nhập vào đó đây? Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, cậu tốt nhất đừng cứng rắn xông vào. Nếu quấy rầy tới vị đại năng thượng cổ kia, tuy rằng không sợ. Nhưng nếu sau này muốn tiếp cận cấm địa thiên ma sẽ rất phiền toái. Diệp Bắc Minh suy tư một hồi, bỗng nhiên mỉm cười nói, vậy thì cứ xông thẳng vào thôi. Nhóc con, cậu! Tháp càn khôn chấn ngục ngờ vực. Diệp Bắc Minh cười khà, không phải tôi mà là người khác. Chỉ bằng một ý nghĩ, dòng khí hỗn độn đã tràn ra, trong nháy mắt hóa thành hình dáng của đế cuồng. Sau đó... Để đảm bảo an toàn, anh còn lấy vài giọt tinh huyết của đế cuồng xoa lên quần áo. Sau đó sải bước đi thẳng về phía hoàng cung của thiên ma tộc.
Đứng lại. Quả nhiên bị mấy tên hộ vệ tuần tra ngăn cản lại, không có chỉ thị, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào hoàng cung. Bốp! Diệp Bắc Minh không nói không rằng quăng tới một cái tát, mắt chó đều mù hết rồi sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra nữa à? Tên hộ vệ ngăn cản anh lập tức bắn ngược ra ngoài. Va mạnh vào tường cung rồi nôn ra một ngụm máu, giãy giụa mấy hồi rồi chết. Những tên hộ vệ khác chứng kiến một màn này đều sợ hãi nuốt nước bọt khan. Tất cả đều sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Diệp Bắc Minh cứ như vậy nghênh ngang đi thẳng vào trong hoàng cung thiên ma. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút ngơ ngác, nhóc con à, chắc chỉ có cậu mới làm được như vậy. Diệp Bắc Minh cười đáp, đế cuồng xuất thân từ đế tộc, còn mặc áo mãng xà bốn móng, thân phận nhất định không thấp. Hơn nữa hắn còn ngạo mạn độc đoán, chắc chắn sẽ không có ai dám ngăn cản nếu hắn trực tiếp xông vào hoàng cung. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, cậu tuy cược đúng rồi nhưng như vậy cũng quá mạo hiểm. Diệp Bắc Minh tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi khi có người chặn đường, anh sẽ không chút kiêng dè ra tay đàn áp. Tuy rằng một đường suôn sẻ, không ai dám tiến lên xác nhận thân phận của anh. Xem ra địa vị của tên đế cuồng này rất cao đó. Đến gần hậu cung, khi anh vừa xông qua một cánh cửa cung. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ, cuồng nhi, ta nghe có người báo con một đường đột nhập vào cung, đã giết chết hơn 10 tên hộ vệ rồi. Sao vậy, tâm trạng không tốt à? Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn lại. Là một người phụ nữ mặc cung trang ung dung phú quý đang bước tới. Hơi thở của thiên tôn hậu kỳ không chút giấu giếm hiện ra. Thân hình bà ta đẫy đà. Gương mặt toát ra nét đẹp điên đảo chúng sinh. Chính là đế cơ. Thấy Diệp Bắc Minh sững người, mày đẹp của đế cơ khẽ nhíu, cuồng nhi, sao thế? Không nhận ra ta nữa à? Diệp Bắc Minh vội truyền âm, tiểu tháp, người này là ai vậy? Có quan hệ gì với đế cuồng? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút không nói nên lời, tôi làm sao biết được? Trời ạ! Cậu đoán bừa một cái đi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Đế cơ liền cảm thấy Diệp Bắc Minh có điểm gì đó không thích hợp, nếu không phải cảm nhận được mùi vị của đế cuồng từ trên người anh, bà ta thậm chí còn nghi ngờ người trước mắt này căn bản không phải là đế cuồng. Cuồng nhi, con sao vậy? Đế cơ từng bước ép sát tới, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Diệp Bắc Minh trực tiếp phun ra một câu, mẫu hậu, tâm trạng con không tốt. Muốn vào cung đi dạo, nhưng đám người có mắt như mù kia lại dám ngăn cản con. Lời này vừa vang. Sắc mặt đế cơ liền đại biến. Tất cả người ma tộc xung quanh đều đứng hình. Chết lặng nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Không hay rồi, chẳng lẽ đoán sai rồi, Diệp Bắc Minh thầm nghĩ. Giây tiếp theo. Đế cơ trực tiếp ra tay, nhưng lại không phải đối phó với Diệp Bắc Minh mà là mấy chục tên hộ vệ bên cạnh. Một trường quét tới, cực kỳ bá đạo. Tất cả hộ vệ ma tộc chớp mắt nở rộ thành từng chùm xương máu. Đế cơ bước tới, ánh mắt u ám, cuồng nhi. Sao con lại nói sự thật ra ngoài rồi? Không phải ta đã nói với con là ta và bố con là anh em ruột sao? Tại hoàng cung ma tộc, con chỉ có thể gọi ta là cô. Trời ạ! Nội tâm Diệp Bắc Minh như có sóng dậy biển dâng. Bản thân chỉ ngẫu nhiên phỏng đoán vậy mà phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Anh chỉ có thể thuận theo đó mà diễn tiếp, khàn giọng đáp, tâm trạng con không tốt, đừng chọc tới con. Con chỉ muốn quanh quẩn trong cung một lúc. Ai chọc con liền giết kẻ đó. Xin lỗi. Trong mắt đế cơ xẹt qua một tia thống khổ. Mẹ không thể đường đường chính chính nhận con, để con phải tủi thân rồi. Con không phải thích phượng cửu của phượng tộc sao? Ngày mai mẹ sẽ lập tức hạ lệnh gả phượng cửu cho con. Đủ rồi, đừng nói chuyện với con nữa, Diệp Bắc Minh đè giọng gầm lên. Được rồi. Đế cơ giống như một đứa trẻ mắc lỗi, tiện tay móc ra một tấm lệnh bài, nhẹ giọng dỗ dành. Mẹ đưa con lệnh bài của mẹ, con cứ mặc sức đi dạo toàn bộ hoàng cung đại nội này. Hừ, Diệp Bắc Minh một phát cướp lấy lệnh bài rồi biến mất. Đế cơ thở dài một tiếng, vừa định về cung nghỉ ngơi. Thì một tên thái giám lại hớt hải lao tới hô to, thái hậu, xảy ra chuyện rồi. Đế chủ dẫn theo đội quân triệu lính của đế tộc bao vây lấy cổ thành của phượng tộc rồi. Nói là phải san bằng phượng tộc cố thành, giao nộp ra hung thủ. Đế cơ giật mình, anh trai ta điên rồi à? Đi, chuẩn bị loan giá tới phượng tộc cố thành. Nửa giờ sau, đế cơ cuối cùng cũng đuổi tới bên ngoài phượng tộc cố thành. Đội quân của đế tộc đang điên cuồng tấn công. Phượng tộc cố thành đã khởi động trận pháp, tạm thời chống đỡ lại thế công.
anh đang làm gì vậy? Đế Cơ bước tới hỏi. Hai mắt Đế Ngao đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu, Cuồng Nhi chết rồi. Thằng bé bị một tên tiểu súc sinh không rõ danh tính giết chết, tên tiểu súc sinh đó đã cùng phượng cửu của phượng tộc động phòng. Cái chết của Cuồng Nhi chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với phượng tộc. Ta phải nghiền nát phượng tộc, báo thù cho Cuồng Nhi. Đế Cơ như chết đứng. Cuồng Nhi chết rồi. Vậy người mà bà ta vừa nhìn thấy ở Hoàng Cung là ai? Nhất định là Đế Ngao hiểu lầm rồi. Đế Cơ mỉm cười, anh nhầm lẫn rồi chăng? Nửa giờ trước, em còn nhìn thấy Cuồng Nhi ở trong cung, thằng bé còn sống khỏe mạnh lắm, chỉ là tâm tình không được tốt thôi. Thằng bé đang dạo chơi trong Hoàng Cung, em còn đưa lệnh bài cho nó nữa. Em nói cái gì? Đế Ngao bàng hoàng ngoảnh đầu lại, mang lên đây. Vừa phất tay liền có vài chục người thuộc đế tộc khiêng một chiếc quan tài tới. Bên trong đặt một thi thể khô cong, chính là Đế Cuồng. Nếu Cuồng Nhi chưa chết thì đây là cái gì? Đế Ngao đỏ hồng hai mắt, ngón tay run run chỉ vào xác khô nói. Đế Cơ ngẩn người, cảm giác huyết mạch gắn kết lập tức tràn tới, chỉ cần một cái liếc mắt bà ta liền biết người trong quan tài chính là Đế Cuồng. Con trai của bà ta, Đế Cuồng. Chết rồi. Cuồng Nhi. Đế Cơ thét lên một tiếng đau xé ruột gan. Đế Ngao lập tức phản ứng lại, không hay rồi. Thằng nhãi đó giả mạo Cuồng Nhi để thâm nhập vào Hoàng Cung rồi. Hắn muốn làm gì, trong Hoàng Cung có thứ gì đáng giá để hắn? Là cấm địa thiên ma. Nhất định là cấm địa thiên ma. Đi, mau trở về Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh thuận lợi một đường tới trước một tòa tháp cao chót vót tại nơi sâu nhất của Hoàng Cung thiên ma. Khoảnh khắc nhìn thấy tòa tháp này, Diệp Bắc Minh đơ người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Chiếc cằm cương nghị thiếu chút rớt xuống đất, tiểu tháp à, đây chính là cấm địa của thiên ma tộc sao? Đây không phải là tháp Càn Khôn Trấn Ngục sao? Trước mắt anh là một tòa tháp giống hệt tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tràn đầy cổ kính, cao vút trời mây. Khoảnh khắc tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhìn thấy tòa tháp này, cũng cảm thấy bàng hoàng. Nếu như nó là một con người, nhất định sẽ trố mắt mà nhìn, nhóc con. Đây, hình như là bản thể của bổn tháp. Cái gì? Diệp Bắc Minh cũng sửng sốt. Bản thể của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Không phải nó đã bị phá hỏng từ vài kỷ nguyên trước sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu tháp, tôi biết rồi. Vãi! Bản thể của bổn tháp sau khi bị vỡ vụn, đã giải rác khắp các thế giới, có lẽ người của thiên ma tộc của các cậu đã thu thập tất cả các mảnh vỡ của tôi lại. Cậu quên rồi sao? Trước đây, khi cậu có được đỉnh của tòa tháp này, còn có một vài mảnh vỡ khác nữa. Sau đó, cậu dùng hỗn độn mẫu thạch tái tạo lại thân thể cho tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh đương nhiên vẫn nhớ. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chấn động, thế nên. Đây chính là bản thể thật sự của ông, hiện tại biến thành cấm địa của thiên ma tộc. Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lớn, ha ha, nhóc con, tiến vào tháp. Sau khi thần hồn và bản thể của bổn tháp bị phá hủy, cũng không đem theo bao nhiêu đồ vật. Được. Diệp Bắc Minh cũng rất kích động. Giống như trước mắt là một kho báu khổng lồ đang đợi anh khám phá vậy. Một bước tới trước mặt tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Khoảnh khắc anh đến gần, một trận pháp cổ xưa đã được kích hoạt. Rầm. Không khí xung quanh bị bóp méo, một cỗ năng lượng mạnh mẽ lao tới. Diệp Bắc Minh biết rõ, đây chính là trận pháp phong ấn của thiên ma tộc. Nó cần máu của tứ đại thiên ma tộc. Lấy ra tinh huyết của Đế Cuồng, Huyết Hồng, Phượng Cửu ba người. Đột nhiên, phía sau hư không gầm lên một âm thanh tức giận, tiểu súc sinh, mày quả nhiên đang ở đây. Bổn hậu biết mày là ai, mày là Diệp Bắc Minh. Là con trai của Dạ Huyền đúng không? Ba vị cung phụng ở bên ngoài phong ấn của hỗn độn giới là do mày giết. Đế Cơ cháu tao cũng là do mày giết. Đế Cơ mang theo ma khí áp đảo lao tới. Không khí xung quanh đều sụp đổ. Bà ta phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Bắc Minh gật đầu cười nói, cháu trai. Đế Cơ không phải con ruột bà sao? Chuyện bà câu kết với anh ruột mình, đã bị tôi biết được. Đám người ma tộc đi cùng ai nấy cũng bị sốc đến đứng hình. Chuyện này hóa ra lại là thật. Mày nói láo. Sắc mặt Đế Cơ vặn vẹo, anh, giết nó đi, giết nó cho em. Tiểu súc sinh, bổn vương xé nát cái miệng của mày ra. Đế Ngao gầm lên điên cuồng, hóa thành một con ma long màu đen, thế như trẻ tre, lại giống như trăm vạn dã thú lao tới. Mọi thứ xung quanh đều bị tàn phá. Đường gân trên trán dần nổi lên, đầu rồng nhìn cực kỳ hung dữ.
Trong lúc nó xông tới trước người, khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, cố lên. Anh cắt nhẹ vào lòng bàn tay, máu tươi khẽ phun ra. Tinh huyết của tứ đại ma tộc là đế tộc, huyết tộc, phượng tộc, huyền tộc tụ lại với nhau. Trong trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, Diệp Bắc Minh nhanh chóng bước vào đó. Đế Ngao vẫn là chậm một bước, thân thể ma long khổng lồ đứng bên cạnh trận pháp, một cỗ sức mạnh cuồng bạo đánh tới, đẩy văng Đế Ngao ra xa. Rào. Đế Ngao nổi trận lôi đình, phát ra tiếng gầm như rồng ngâm. Thân thể to lớn điên cuồng đánh vào phong ấn của thiên ma cổ, sức mạnh đáng sợ hủy diệt mọi thứ xung quanh, tất cả các kiến trúc gần đó đều hóa thành bột phấn. Một số người của ma tộc ở gần đó cũng bị cỗ sức mạnh này đánh trúng. Lập tức hóa thành xương máu. Chết tiệt, mẹ kiếp, ra đây, tiểu súc sinh, cút ra đây cho bổn vương. Đế Ngao giống như phát điên gầm lên. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu lại, trực tiếp đẩy cánh cửa của tháp càn khôn trấn ngục và bước vào trong. Rào. Đế Ngao ngẩng đầu lên trời gầm rú, toàn bộ hoàng cung thiên ma mây đen vần vũ, một đạo sấm sét xé toạc bầu trời, tiểu súc sinh này vậy mà tiến vào cấm địa thiên ma rồi, hoàng muội, em canh giữ ở đây, anh đi phượng tộc một chuyến. Phượng cửu và tiểu súc sinh kia đã giao hợp, anh sẽ dùng tính mạng của cô ta để tế bái con chúng ta. Như vậy, mới có thể giải nỗi hận trong lòng. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh bước vào bản thể của tháp càn khôn trấn ngục. Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, biến thành một không gian hỗn loạn. Khí hỗn độn trôi nổi xung quanh, là một vùng hư vô. Diệp Bắc Minh kinh hãi, tiểu tháp, đây chính là không gian bên trong tháp. Sao lại khác xa với tưởng tượng của tôi thế? Cẩn thận! Tháp càn khôn trấn ngục gầm lên một tiếng. Rầm! Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ dòng khí hỗn độn lao tới. Diệp Bắc Minh bị dọa cho giật mình, vậy mà lại là một tia thiên lôi dày như thùng nước. Với sức mạnh hủy diệt khủng bố, khí tức này còn đáng sợ hơn cả thiên lôi khi anh độ kiếp. Diệp Bắc Minh không dám tin, đây chính là bản thể ban đầu của tháp càn khôn trấn ngục, chúa mới biết trên đời lại có thứ đáng sợ như vậy. Rào! Kiếm càn khôn trấn ngục xuất hiện, chém ra một con huyết long dài ngàn trượng. Khoảnh khắc huyết long va chạm với sấm sét, một gợn sóng sức mạnh lan ra, toàn bộ dòng khí hỗn độn trong không gian đều run rẩy. Diệp Bắc Minh bị chấn bay ra xa mấy chục mét, thân thể đập mạnh vào cửa ra vào. Sức mạnh thật khủng bố. Đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ nheo lại. Với thực lực của anh hiện tại, có thể tùy ý giết chết cảnh giới thiên tôn. Lẽ nào người ra tay là một đại năng thượng cổ? Trong lúc anh còn đang kinh ngạc thì tháp càn khôn trấn ngục gầm lên một tiếng, lôi vân tử, người to gan lắm, dám ra tay với chủ nhân của ta sao? Ngài là, tháp trấn ngục đại nhân. Từ trong dòng khí hỗn độn vàng lên một giọng nói ngạc nhiên. Là ta, tháp càn khôn trấn ngục trả lời. Tốt quá rồi, ngài đã trở lại. Giây tiếp theo, phía trước dòng khí hỗn độn xuất hiện một trận dâng trào, một lão giả với vẻ mặt kích động bước ra khỏi đó. Nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, tháp trấn ngục đại nhân, ngài nói thằng nhóc này là chủ nhân của ngài sao? Lôi vân tử vẫn không thể tin được, sao có thể chứ? Tháp trấn ngục đại nhân, ngài nhất định là đang lừa tôi đúng không? Diệp Bắc Minh kinh hãi nhìn lão giả trước mặt. Tháp càn khôn trấn ngục hừ lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì mà được bổn tháp này lừa chứ? Khụ, vẻ mặt lôi vân tử xấu hổ. Giọng nói của tháp càn khôn trấn ngục vang lên. Quỳ xuống nói chuyện. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Ngươi thân là người bảo vệ của bổn tháp, tại sao nơi này lại trở thành một đống hỗn loạn? Không có chút trật tự nào cả. Bổn tháp có 108 tầng, những người bảo vệ khác đâu? Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Tháp càn khôn trấn ngục vậy mà thật sự có 108 tầng. Anh tổng cộng mới lên đến tầng thứ 20 mấy, mà còn chỉ là thế giới bên trong do thần hồn tháp càn khôn trấn ngục xây dựng. Không phải là bản thể của tháp càn khôn trấn ngục. Trong bản thể thật sự của tháp càn khôn trấn ngục, có bao nhiêu kho báu đây? Lôi vân tử quỳ rạp xuống đất. Tháp trấn ngục đại nhân, từ khi thần hồn của ngài rời đi, tháp này đã hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, có một đám thiên ma thượng cổ ra tay, đem những mảnh vỡ của tháp trấn ngục thu thập. Xây dựng lại tháp trấn ngục, chỉ đáng tiếc, những người bảo vệ khác. Tất cả đều đã nổi loạn đi bằng. Nổi loạn, là có ý gì? Giọng nói của tháp càn khôn trấn ngục trầm xuống. Diệp Bắc Minh rõ ràng cảm nhận được, ngữ khí của tháp càn khôn trấn ngục trở nên lạnh lùng. Lôi vân tử quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói, bẩm tháp trấn ngục đại nhân,
kể từ khi thần hồn của ngài rời khỏi, toàn bộ tháp trấn ngục đã không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Những người bảo vệ này tất nhiên sẽ nảy sinh suy nghĩ riêng, bọn họ coi giữ ở đây, lợi dụng sức mạnh của tháp trấn ngục để nuốt trọn tinh khí đất trời. Đã có vài người khôi phục được thực lực của đại năng thượng cổ. Nói đoạn, Lôi Vân Tử lại lắc đầu cười khổ, năm đó ta bị thương quá nặng, tốc độ hồi phục rất chậm. Bị bọn họ đuổi xuống tầng thứ nhất. Giọng nói của tháp càn khôn trấn ngục lạnh băng, cho nên vừa rồi khi chủ nhân của ta tiến vào tháp này. Người muốn giết chết cậu ấy, sau đó chiếm đoạt sức mạnh của cậu ấy. Không dám. Lôi Vân Tử vội vàng dập đầu. Nhưng con người lại điên cuồng chuyển động. Tháp càn khôn trấn ngục không bình phẩm gì thêm mà lập tức truyền âm cho Diệp Bắc Minh, nhóc con, hỏng bét rồi. Người bảo vệ của tôi tạo phản, chúng ta gặp rắc rối to rồi. Tiểu tháp, rất nghiêm trọng sao? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tháp càn khôn trấn ngục nghiêm trọng đáp, tháp này tổng cộng có 108 tầng, mỗi một tầng đều có một người bảo vệ. Thực lực của những kẻ này lúc yếu nhất cũng đã là thượng cổ đại năng. Sau khi thần hồn của tôi rời đi, họ cũng thoát khỏi sức mạnh áp chế, hiện tại đã chiếm giữ lấy tòa tháp này. Cho dù những kẻ này đã bị thương nặng khi tôi bị vỡ vụn năm đó, nhưng trong thời gian vài kỷ nguyên này họ cũng đã khôi phục tới một cảnh giới khủng bố, có người còn hồi phục được thực lực của đại năng thượng cổ. Nếu bây giờ cậu hấp tấp tiến vào các tầng khác, e rằng ngay cả tôi cũng không thể áp chế được họ. Nói tới đây, tháp càn khôn trấn ngục hơi khựng lại, thậm chí nếu bọn họ biết thần hồn của tôi quay trở lại rồi, không khéo còn bắt tay với nhau cắn trả lại tôi nữa. Diệp Bắc Minh bị dọa cho nhảy dựng, không phải đó chứ. Những đại năng thượng cổ này đều từng là cao thủ hàng đầu trấn giữ một phương thế giới. Lúc đầu sức mạnh của tôi dồi dào, sau khi chủ nhân đánh bại họ đều sẽ thu nạp vào trong tháp càn khôn trấn ngục. Nói là người bảo vệ, kỳ thực, tòa tháp này giống một nhà tù hơn. Nhà tù. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Một tòa bảo tháp trấn áp vạn cổ vậy mà lại là một nhà ngục. Rốt cuộc chủ nhân của tháp càn khôn trấn ngục là nhân vật lợi hại đến mức nào mới sở hữu thủ đoạn cao cường đến vậy? Đúng vậy. Tôi tương đương với cai ngục của toàn bộ nhà tù, mà những cường giả đỉnh cấp kia một khi hoàn toàn lấy lại thực lực. Hậu quả thật không dám tưởng tượng tới. Các người chết đi. Lôi Vân Tử đột nhiên bốc cháy, chống hai tay xuống đất, lao về phía Diệp Bắc Minh như một viên đại bác. Sức mạnh đáng sợ của sấm sét quét qua, cả người Diệp Bắc Minh bị hất bay ra ngoài. Lồng ngực truyền tới một cơn đau nhói. Phụt! Anh không kìm được phun ra một ngụm máu. Rồng, lên! Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, gầm nhẹ một tiếng, kiếm càn khôn trấn ngục liền chém về phía Lôi Vân Tử. Lôi Vân Tử tiện tay tóm lấy một ngọn thương ngưng tụ từ sấm sét, hung hăng đập về phía kiếm càn khôn trấn ngục. Đinh! Một tiếng nổ cực lớn. Diệp Bắc Minh bắn ra ngoài, khóe miệng tê dại. Hơi thở trên người Lôi Vân Tử đột nhiên dâng cao, lộ ra nụ cười hung tợn, ha ha ha, tháp trấn ngục đại nhân à, ngài không được rồi. Nếu biết chủ nhân của ngài yếu đuối như vậy, thì sao vừa rồi bổn tọa còn phải giả vờ hèn nhát như vậy cơ chứ? Đại năng thượng cổ, tháp càn khôn trấn ngục trầm giọng quát, Lôi Vân Tử ngươi vậy mà cũng lấy lại được sức mạnh rồi. Trên gương mặt già nua của Lôi Vân Tử xẹt qua một tia thích thú. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, mới được 1/3 thôi. Thần hồn của bổn tọa gần như đã tiêu tán hoàn toàn trong trận chiến năm đó, chỉ còn sót lại một tia mỏng manh. Trong suốt mấy kỷ nguyên qua, ta thả canh giữ ở tầng 1 của tháp trấn ngục, nuốt chửng vô số người tiến vào. Cuối cùng khôi phục được thân xác bằng xương bằng thịt, đồng thời lấy lại được sức mạnh của một đại năng thượng cổ, chẳng ngờ tháp trấn ngục đại nhân ngài cũng trở lại, còn đem theo một tên phế vật. Ông ta nheo mắt nhìn Diệp Bắc Minh đầy mỉa mai. Năm ngón tay tóm vào không trung, dòng khí hỗn độn trào dâng, hàng vạn tia sét liền ngưng kết lại. Nhóc con, mau đi. Tháp càn khôn trấn ngục hét lên. Diệp Bắc Minh sầm mặt, tiểu tháp, không thể giết chết ông ta sao? Tháp càn khôn trấn ngục vội đáp, một khi tôi ra tay, trong khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn trong chính cơ thể của tôi. Những người bảo vệ ở các tầng khác nhất định sẽ phát giác ra việc tôi đã trở lại, đến lúc đó. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ông không cần ra tay, để tôi. Cái gì? Tháp càn khôn trấn ngục kinh ngạc, nhóc con, cậu. Diệp Bắc Minh cười tâu toét, máu trong cơ thể trực sôi trào, tôi chưa từng giao chiến với đại năng thượng cổ bao giờ. Không biết với thực lực hiện tại, tôi có thể đối đầu với đại năng thượng cổ hay không? Huyết Long, cùng ta kề vai chiến đấu. Kiếm càn khôn trấn ngục vung lên, huyết khí ngập trời.
chủ động công kích. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Diệp Bắc Minh trong nháy mắt bộc phát. Một con huyết long khổng lồ dài vạn trượng vọt lên trời cao, lao thẳng về phía Lôi Vân Tử. Lôi Vân Tử cười khẩy một tiếng, chỉ một tên hợp đạo còn con, cho dù có tháp chấn ngục cùng kiếm chấn ngục trong tay thì đã sao? Để bổn tọa cho ngươi thấy đại năng thượng cổ chân chính là thế nào. Dứt lời liền siết chặt lấy ngọn giáo sấm sét trong tay, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đè ép tới. Khoảnh khắc hai người va chạm, hư không dung chuyển, dòng khí hỗn độn sôi trào, Diệp Bắc Minh bay thẳng ra ngoài. Sức mạnh của đại năng thượng cổ đáng sợ như vậy đó. Lôi Vân Tử nhìn Diệp Bắc Minh đang nhếch nhác vô cùng kia mà cười, lắc đầu, nhãi con, ngươi cũng không được rồi. Tháp chấn ngục đại nhân, đây chính là chủ nhân mà ngài tuyển chọn được sao? Cũng chỉ là hạng rác rưởi mà thôi. Diệp Bắc Minh nhếch mép cười, trong miệng đều là máu tươi, thiên ma cửu biến. Giây tiếp theo, thân thể anh vang lên từng chập tiếng răng rắc, khí thế theo đó cũng tăng đột biến, ma khí sau lưng cuồn cuộn như sóng thần. Chín con yêu long lao ra ngoài, con mắt thần hồn thứ ba cũng hiện hữu giữa hai đầu lông mày. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có người dồn ép anh đến loại trạng thái này. Ồ, biến hình sao? Lôi Vân Tử cười đùa, đáng tiếc rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi, dù biến hình cũng vẫn là phế vật mà thôi. Chết đi cho bổn tọa. Lôi thương trong tay ông ta lao vụt ra ngoài, giống như sao băng xuyên qua trái tim Diệp Bắc Minh. Bùm! Trực tiếp đóng đinh anh lên chiếc cổng lớn của tháp càn khôn chấn ngục. Máu thuận theo miệng vết thương ở lồng ngực ồ ạt chảy ra ngoài, trông vô cùng thảm hại. Nhóc con! Tháp càn khôn chấn ngục sợ hãi thất sắc. Lôi Vân Tử cười khì khì bước đến, vươn tay vỗ lên mặt Diệp Bắc Minh, sao thế? Đã trải nghiệm được thực lực của bậc đại năng thượng cổ chưa? Không cần bất kỳ phép tắc nào, cũng không biết võ đạo công pháp nào đó, càng không cần biến thân. Bốp bốp bốp, ông ta liên tiếp quăng lên mặt Diệp Bắc Minh ba cái bạt tai, ngạo nghễ nói, chỉ cần sức mạnh đơn giản dứt khoát nhất, nghiền nát. Bổn tọa chỉ cần khôi phục 1/3 thực lực là đã đủ dùng rồi. Diệp Bắc Minh cười gằn, đại năng thượng cổ quả nhiên rất lợi hại, tôi cũng đã ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân và đại năng thượng cổ. Nhưng tôi còn một câu hỏi nữa. Gương mặt Lôi Vân Tử tràn đầy đùa giỡn, hôm nay tâm trạng bổn tọa tốt, trước khi tiễn ngươi xuống địa ngục có thể trả lời vấn đề này của ngươi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng phun ra một câu, đại năng thượng cổ có sợ dị hỏa không? Dị hỏa? Lôi Vân Tử ngẩn người, con ngươi cứng ngắc nheo lại. Không hay rồi. Ông ta cấp tốc lùi lại thật xa. Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh há miệng liền nôn ra. Một con rồng lửa hóa thân từ phần thiên chi diễm đã đáp xuống mặt ông ta. A hát, Lôi Vân Tử ngã lăn xuống đất điên cuồng lăn lộn, kêu gào thảm thiết xin tha, đại nhân, tháp chấn ngục đại nhân, xin tha mạng. Đừng mà. A, phần thiên chi diễm, vậy mà lại là phần thiên chi diễm. Tháp chấn ngục đại nhân, ta không muốn chết, đừng mà. Ta biết sai rồi. Trong chớp mắt, máu thịt Lôi Vân Tử đã hóa thành khói xanh, một tia thần hồn nhanh chóng lao ra ngoài hòng chạy trốn. Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lấy lôi thương đâm xuyên qua lồng ngực mình kia, cứ như vậy dùng sức rút rồi ném ra ngoài. Thần hồn của Lôi Vân Tử kêu rên thảm thiết, nổ tung tại chỗ, hoàn toàn bỏ mình. Trong khoảnh khắc thần hồn Lôi Vân Tử biến mất, một luồng sức mạnh liền mạnh mẽ bùng nổ, hình thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn ở tầng 1 của tháp càn khôn chấn ngục. Càn quét bừa bãi. Tiểu tháp, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên hỏi. Tháp càn khôn chấn ngục cười giải thích. Nhóc con, nếu người tu võ chết ở thế giới bên ngoài, người chết đạo vong. Sức mạnh sẽ tiêu tán ra toàn bộ đất trời, nhưng chết bên trong không gian cơ thể của tôi lại không giống vậy. Toàn bộ năng lượng đều không có cách nào trốn thoát. Nhóc con cậu mau hấp thụ lấy đi, nó gần bằng 1/3 sức mạnh của bậc đại năng thượng cổ đó. Chỉ cần cậu hấp thu nó là có thể đột phá thẳng tới cảnh giới đạo quân, thậm chí là đạo tổ. Diệp Bắc Minh cân nhắc một hồi mới lắc đầu nói, tiểu tháp. Không cần đâu. Nhóc con, sao thế? Cho dù cậu không hấp thu, để lại đây cũng lãng phí, tháp càn khôn chấn ngục khó hiểu. Ông cứ hấp thụ chúng đi. Đi theo tôi lâu như vậy, 3 ngày đói 9 bữa, là tôi có lỗi với ông. Tháp càn khôn chấn ngục phì cười, chuyện lần trước tôi nói đùa thôi, không cần phải. Tháp càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh hét lên, trực tiếp cắt ngang, tôi ra lệnh cho ông, hấp thu toàn bộ số năng lượng này. Đến lúc gặp phải đại năng thượng cổ còn cần ông nhanh chóng hạ gục đối phương nữa.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sững sờ, cậu, được thôi, mọi thứ không cần nhiều lời. Hấp thụ, từ trong lòng Diệp Bắc Minh bay ra một tòa tháp nhỏ cổ kính. Trong nháy mắt đã bị nhấn chìm trong vòng xoáy năng lượng. Ngay lập tức, vòng xoáy năng lượng hung bạo ban đầu liền dịu xuống. Tất cả năng lượng giống như dòng nước lũ cuồn cuộn chảy vào bên trong tòa tháp nhỏ cổ xưa. Cùng lúc đó, Đế Ngao dẫn theo Phượng Cửu phá không mà tới, thẳng tay ném cô ta xuống đất. Phụt! Phượng Cửu phun ra một ngụm máu, mặt xám như cho tàn. Đế Ngao dẫn người chém giết Phượng tộc, người trong tộc cô ta căn bản không có khả năng chống đỡ. Vài vị trưởng lão bị thương nặng đều bị bắt giữ lại. Ngay cả khi cha của cô ta xuất quan xong cũng bị thương tổn nặng nề. Ha ha, tại sao? Rốt cuộc là vì sao? Phượng Cửu tôi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Không lẽ chỉ vì một Diệp Bắc Minh mà toàn bộ phượng tộc tôi phải chôn cùng hay sao? Tổ tiên à, lời tiên tri của người là thật sao? Người này rốt cuộc dẫn dắt phượng tộc tới đỉnh cao hay vực thẳm diệt vong đây? Trong lòng Phượng Cửu đã tuyệt vọng cùng cực. Đế Ngao nhìn hướng Đế Cơ hỏi, em gái à, tình huống thế nào rồi? Tên tạp chủng đó đã ra ngoài chưa? Đế Cơ lắc đầu với vẻ mặt thờ ơ, anh, còn chưa đâu, sau khi tiến vào cấm địa, tên tiểu tạp chủng đó vẫn chưa từng xuất hiện. Hừ, anh có cách ép hắn phải ra ngoài. Đế Ngao cười lạnh, ánh mắt u ám khóa chặt lên người Phượng Cửu. Nghe nói Phượng Cửu cô cùng tên tiểu tạp chủng đó ở trong Loan Phượng các năm ngày ròng rã cũng không muốn ra ngoài, phương diện kia của tên tiểu tạp chủng đó rất mạnh mẽ phải không? Nếu không thì quận chủ cũng sẽ không ti tiện đến vậy. Nguyện ý cùng một tên tiểu tạp chủng chung đụng quấn quýt suốt 5 ngày. Mọi người nói có đúng hay không, Đế Ngao quét mắt nhìn xung quanh. Những thiên ma khác thuộc đế tộc nghe vậy đều nhao nhao hùa theo. Ha ha ha, đại nhân nói đúng lắm. Tôi còn tưởng rằng quận chủ Phượng Cửu trong sáng ngây thơ thế nào, thì ra cũng chỉ là một ả đàn bà dâm đãng mà thôi. Là tằng tiệu trong Loan Phượng các suốt 5 ngày đó, nghe nói còn kéo ra cả thiên kiếp nữa. Ha ha ha. Quận chủ à, cô cũng quá tham lam rồi chăng, sao lại có thể đói khát như vậy cơ chứ? Từng lời nói cay độc giống như dao cùn dày xéo trái tim Phượng Cửu. Phụt, ngọn lửa giận dữ bao trùm lấy trái tim Phượng Cửu, khiến cô ta không kìm được nôn thêm ngụm máu nữa. Hét lên với đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, các người im đi. Một thanh niên đế tộc cười trêu đùa, việc đê hèn mà bản thân làm ra cũng không để người khác bàn tán. Trước đây tôi còn thích thầm cô đó. Không ngờ cô lại hèn hạ như vậy. Một người đế tộc khác nhìn hướng Đế Ngao nói, đại nhân, tôi có một đề xuất. Nói, trong mắt gã đàn ông này tràn đầy dục vọng, không ngừng quét tới quét lui trên thân thể Phượng Cửu, đại nhân, dù sao con khốn này cũng đã là giày nát, cũng đừng lãng phí nữa. Không bằng đưa cho mọi người vui đùa một hồi. Con người Phượng Cửu co rúm lại, các ngươi dám. Ha 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 ha, đám ma tộc xung quanh rộ lên một trận cười vang. Dáng vẻ khẩn trương này của Phượng Cửu càng khiến chúng thêm phần hưng phấn. Đế Ngao âm hiểm nhìn Phượng Cửu chòng chọc, con trai tôi thích cô, nhưng cô lại không biết tốt xấu. Vậy mà lựa chọn một tên tiểu tạp chủng, cô vốn chảy xuôi trong mình dòng máu hoàng tộc của Phượng tộc nhưng lại cam tâm sa ngã. Nếu đã như vậy, bổn vương hôm nay sẽ để tên Diệp Bắc Minh đó nhìn xem, khi người phụ nữ của mình bị những tên đàn ông khác đè xuống chà đạp thì hắn sẽ có phản ứng thế nào. Vừa dứt lời, đám thanh niên đế tộc đã sải bước đi tới, đại nhân để tôi lên trước. Đế Ngao liếc hắn một cái nói, đừng lâu quá, ai cũng có phần. Vâng, giọng nói của những tên thanh niên đế tộc đều đang run rẩy vì phấn khích. Đây thế nhưng là quận chủ Phượng Cửu đó. Cho dù đã bị Diệp Bắc Minh dùng qua nhưng hắn nói sao cũng là người đàn ông thứ hai của quận chủ Phượng Cửu. Tên thanh niên đế tộc lập tức cởi thắt lưng ra. À, ngươi đừng tới đây. Phượng Cửu sợ tới thét chói tai, vội vàng bịt mắt lại. Cô ta chưa từng nếm qua mùi vị của đàn ông, vẫn là con gái thuần khiết. Tầng chướng ngại đó cũng là do chính ta cô ta phá vỡ. Ha 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 ha, đám ma tộc xung quanh phá lên cười điên cuồng. Tên thanh niên kia vừa cười bị ổi vừa nói, quận chủ Phượng Cửu, cô mở to mắt ra mà xem. Tôi chắc chắn to hơn tên tiểu tạp chủng đó nhiều, cũng sẽ khiến quận chủ cô càng sảng khoái, càng không thể sống thiếu tôi. Ngươi, vô sỉ. Cả người Phượng Cửu run run, hoàn toàn không dám hé mắt ra nhìn. Tên thanh niên đế tộc nuốt nước miếng, cười hung tợn lao lên, quận chủ Phượng Cửu, tôi tới đây. Một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên. Phượng Cửu chỉ ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc ập tới,
trước mặt tựa hồ có thêm một người. Giây tiếp theo, giọng nói đầy phẫn hận của Đế Ngao vang lên, tiểu tạp chủng, mày thực sự dám xuất hiện mà. Ngón tay Phượng Cửu tách ra một khe hở, từ phía sau nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, thi thể của tên thanh niên đế tộc kia lúc này đã chia năm xẻ bảy, đổ gục sang một bên. Anh tới đây làm gì? Phượng Cửu ngơ ngác hỏi. Người tới không ai khác chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quay đầu lại đáp, không lẽ tôi cứ dương mắt nhìn cô chết? Vừa nói anh vừa đi tới trước mặt Phượng Cửu, quay lưng ngồi xổm xuống, trèo lên lưng tôi. Tôi không cần. Phượng Cửu cắn chặt răng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, dịch sang bên cạnh cô ta, cứng rắn cõng cô lên, tóm chặt vào, đừng để bị ngã. Về phần những kẻ vừa mắng cô vừa rồi, tôi sẽ giúp cô dọn sạch toàn bộ. Không ai được phép sỉ nhục người phụ nữ của tôi cả. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh đã phất tay vào trong không trung, kiếm càn khôn chấn ngục liền vút bay ra ngoài, tàn sát lũ người đế tộc. Tiếng rên đau đớn nối tiếp nhau vang lên, mấy chục tên thanh niên đế tộc mắng nhiếc hăng hái nhất vừa rồi liền hóa thành xương máu. Tiểu tạp chủng, sao mày dám giết nhiều người của đế tộc tao như vậy? Đế Ngao đánh mất lý trí gầm lên, giống như điên dại mà lao tới. Vừa ra tay chính là chiêu chiêu âm hiểm chí mạng. Diệp Bắc Minh hô kiếm. Một con huyết long dài ngàn trượng lao ra, đập về phía ông ta. Đế Ngao cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, làm sao có thể? Thằng nhãi này có thể đe dọa tới mình. Mình thế nhưng là thiên tôn hậu kỳ đó. Chỉ thiếu một bước liền có thể đứng ngang hàng với bậc đại năng thượng cổ. Bùm! Huyết long nổ tung. Đế Ngao nôn ra một ngụm máu, bắn ngược ra ngoài. Anh! Đế Cơ sốt sắng vội lao tới. Diệp Bắc Minh quay người, lần nữa xông vào đám người đế tộc. Nơi anh đi qua, toàn bộ đế tộc đều hóa thành một màn xương máu. Diệp Bắc Minh giống như thần chết bò lên từ địa ngục, điên cuồng giết chóc. Phượng Cửu đơ người, cứng ngắc ôm lấy cổ anh, tim gần như ngừng đập, anh. Anh ta vừa nói cái gì? Người phụ nữ của tôi. Anh ta coi mình là người phụ nữ của anh ta rồi sao? Tại sao? Tại sao trước đây rõ ràng là anh không muốn có mình, nhưng giờ lại? Phượng Cửu ngơ ngác nhìn chăm chăm một bên sườn mặt của Diệp Bắc Minh, cảm xúc trong lòng lẫn lộn không rõ. Phức tạp tới cực điểm. Bên cạnh không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của người đế tộc. Mẹ kiếp, chết tiệt, đừng giết nữa, mày đừng giết nữa. Đế Ngao gần như sụp đổ. Máu tươi bắn tung tóe. Những chùm xương máu nối đuôi nhau nở rộ, mùi tanh tưởi khiến con người ta phải kinh tởm buồn nôn. Nhưng Diệp Bắc Minh bảo vệ Phượng Cửu rất tốt, không để một giọt máu nào làm vấy bẩn thân thể cô. Anh càng giết càng hung tàn, cho đến khi tất cả người đế tộc đổ gục xuống dưới chân anh, Phượng Cửu sớm đã nước mắt đầy mặt, nằm trên vai Diệp Bắc Minh khóc thút thít. Bây giờ đến lượt các người rồi. Diệp Bắc Minh ngoảnh đầu. Ánh mắt rơi lên người đế Ngao cùng đế Cơ. Đối mặt với hai thiên tôn đỉnh phong, anh chẳng mảy may sợ hãi mà một bước tiến tới, mang theo sát ý ngập trời. Chín con ma long phóng ra từ phía sau bao trùm lấy cả đất trời. Tiểu tạp chủng, mày to gan lắm, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Đế Ngao tức đến mức gần như hộc máu. Chỉ với một ý nghĩ, vài thanh ma đao với tạo hình cực kỳ khoa trương liền xuất hiện trong tay ông ta. Chín đầu rồng đen kịt được khảm trên sống kiếm gầm lên dữ dội. Một luồng đao khí khổng lồ lao ra khiến cả vòm trời vỡ vụn, kéo ra một vết nứt không gian. Vào lúc này, phép tắc của hỗn độn giới đều chao đảo. Cái quái gì thế, kiếm càn khôn chấn ngục toàn lực ra đòn cho ta. Diệp Bắc Minh hét, hoặc là nó nổ, hoặc là vỡ nát. Kiếm càn khôn chấn ngục tấn công về phía trước. Ngay lập tức, trời ơi, thần lực của mình. Con tim Diệp Bắc Minh đập thình thịch. Thần lực khắp cơ thể anh trong chớp mắt đã bị kiếm càn khôn chấn ngục hút cạn. Giây tiếp theo, một con huyết long đỏ tươi, một con huyết long chân thật đến vậy lao ra từ kiếm chấn ngục càn khôn, ánh sáng máu dâng trào, va chạm kịch liệt với ma đao trong tay đế Ngao. Đinh! Toàn bộ đất trời chấn động, hư không xung quanh tan nát. Diệp Bắc Minh gần như điếc, căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, bởi nó đã vượt quá giới hạn thính giác của con người. Ma đao trong tay đế Ngao phát nổ, chín đầu rồng sống động như thật kia cũng hóa thành bột phấn. Dư âm không chút cản trở quét tới, khiến cánh tay ông ta nổ tung. Anh! Thân thể đế Cơ run lên, một đòn này vượt quá sức tưởng tượng của bà ta. Tiếp đó, bả vai, lồng ngực,
một nửa cơ thể của Đế Ngao đều nổ tung thành xương máu. Mắt thấy toàn thân ông ta sắp bị sức mạnh từ một kiếm này giết chết. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên, kẻ nào dám làm bị thương người đứng đầu đế tộc ta. Là hơi thở của Dư Nghiệt huyền tộc, tiểu súc sinh, ngươi là người của huyền tộc. Toàn bộ hoàng cung rung chuyển, mặt đất mở ra một vết nứt như đường dẫn lối tới địa ngục, từ nơi sâu trong lòng đất vươn ra một bàn tay khô khốc như củi khô. Một phát túm lấy Đế Ngao rồi cấp tốc rút lui. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đây chính là đại năng thượng cổ mà tôi đã cảm nhận được trước đó. Thì ra tung tích của hỗn độn chân hỏa lại nằm ở dưới lòng đất của Hoàng Cung Thiên Ma. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm nhìn xuống phía mặt đất. Một bóng dáng cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Nhóc con mau đi thôi. Sức mạnh của cậu đều bị kiếm Càn Khôn Ngục kiếm hút cạn rồi, bản thể của tôi lại ở gần đây. Một khi tôi ra tay đám người bảo vệ bên trong đó nhất định có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Trốn đi trước đã. Diệp Bắc Minh nghe vậy thì quyết đoán xoay người, nhanh chóng biến mất. Mẹ kiếp, người đâu, đuổi theo, mau đuổi theo cho ta. Đế Ngao kéo lên nửa người máu me đầm đìa, điên cuồng giống lên. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, anh cõng theo Phượng Cửu rời khỏi thành Thiên Ma, ẩn mình vào trong màn đêm. 2 giờ sau, tại một nơi cách xa vạn dặm, sâu trong thung lũng hoang vắng. Diệp Bắc Minh tìm được một hang động rồi dùng khí hỗn độn che đậy hết thảy hơi thở. Em thế nào rồi, để tôi xem vết thương cho em. Anh nhẹ nhàng đặt Phượng Cửu xuống muốn tiến tới kiểm tra. Phượng Cửu ôm chân ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt lăn dài xuống má, anh đừng chạm vào tôi. Xin lỗi, chuyện này là do tôi mà ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Thật ra, em không cần phải làm tổn thương bản thân, dùng cái kia. Anh còn nói. Phượng Cửu trừng to hai mắt, phẫn nộ nhìn Diệp Bắc Minh quát lên. Diệp Bắc Minh có chút ngượng ngùng, cảm ơn em chuyện ở Phượng Loan Các. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, từ nay em chính là người phụ nữ của anh. Phượng Cửu nghiến răng, bướng bỉnh đáp, ai cần làm người phụ nữ của anh cơ chứ? Không phải là anh coi thường tôi sao? Lúc ở Phượng Loan Các còn nhục nhã tôi một trận, bây giờ lại cứu tôi. Anh tưởng rằng lòng tự trọng của Phượng Cửu tôi có thể tùy tiện dẫm đạp như vậy sao? Cô loạng choạng muốn đứng dậy đi về phía cửa hang. Nhưng thân thể thực sự quá mức yếu đuối liền ngã nhào xuống đất. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, nhanh gọn hạ xuống mấy cây châm bạc tạm thời ổn định lại vết thương cho cô, lại đưa vài viên đan dược tới, ăn nó đi để trị thương. Tôi không cần. Phượng Cửu lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Bắc Minh cau mày, ăn. Không. Phượng Cửu cắn chặt răng ngà không há miệng. Không ăn à. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, tự mình ngậm lấy đan dược rồi chủ động hôn Phượng Cửu. Phượng Cửu không ngờ tới hành động đột ngột này của anh. Phản ứng đầu tiên là giãy giụa. Nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được nhiệt tình của anh, răng miệng bị cạy mở, dược lực liền truyền tới. Anh, đồ khốn kiếp. Phượng Cửu muốn chạy trốn. Diệp Bắc Minh giơ tay bắt lấy, một luồng ma khí cuốn tới, nếu tôi đã thừa nhận em là người phụ nữ của tôi, vậy em đừng chạy nữa. Nào, để tôi chữa thương cho em. Chỉ bằng một ý nghĩ, cắt đứt liên hệ với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Khoảnh khắc hai người vượt qua ranh giới. Một tia sáng màu máu lóe lên trên ngực Phượng Cửu. Phật tổ Phượng Hoàng trên ngực cô lóe sáng. Phượng huyết sục sôi, ngưng kết ra một huyết ảnh, hạ mi nhìn xuống hai người đang quấn với nhau một chỗ kia. Ai? Diệp Bắc Minh giật mình. Một làn sóng ma khí lập tức cuộn lên, bao trùm tất cả. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục tức khắc xuất hiện trong tay, anh lạnh lùng khóa chặt huyết ảnh, ngươi là ai? Huyết ảnh hóa thành một cô gái, tươi cười đáp, chàng trai à, chớ kích động. Ta là Phượng Tổ Thiên Ma, cuối cùng cũng đợi được người mong đợi cho nên hóa hình tới gặp. Khóe miệng Diệp Bắc Minh không kìm được giật giật, bà không thể đổi sang lúc khác được à. Không còn thời gian nữa rồi, cho nên, khụ khụ. Phượng Tổ Thiên Ma cũng có đôi phần xấu hổ, nên chỉ có thể trực tiếp hóa hình. Yên tâm, tôi là người từng trải, sớm đã không lấy làm lạ với chuyện nam nữ này nữa rồi. Cậu cứ tiếp tục đi, tôi nói là được. Phượng Tổ Thiên Ma nói với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời, anh cũng phải người thích khoe thân. Ma khí lại cuộn lên. Tiểu Cửu, em mặc quần áo vào đi. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mới cùng Phượng Cửu đứng trước mặt Phượng Tổ Thiên Ma. Gương mặt xinh đẹp của Phượng Cửu đỏ bừng, vừa rồi cô thực sự xém chút đã vượt rào, chỉ kém một chút nữa thôi.
Nếu không phải Phượng Tổ Thiên Ma đột nhiên xuất hiện, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh nên trong lòng lúc này có chút ít thất vọng, nhưng cũng đan xét chút may mắn. Suy cho cùng, không người phụ nữ nào muốn lần đầu tiên của mình diễn ra trong một hang động tồi tàn cả. Người thực sự là Phượng Tổ Thiên Ma sao? Phụ vương tôi từng nói một tia tinh hồn của Phượng Tổ Thiên Ma vẫn còn lưu lại trên thế gian, một mực bảo vệ Phượng tộc. Khi trưởng thành, hậu duệ của hoàng tộc Phượng tộc sẽ dùng huyết phượng xăm hình Phượng Hoàng lên trên ngực. Khi Phượng tộc gặp phải nguy cơ tồn vong hoặc người trong lời tiên đoán năm đó xuất hiện, tiên tổ mới hiển linh. Nói đoạn, Phượng Cửu lại kích động nhìn chằm chằm huyết ảnh nói, không lẽ tất cả những điều này đều là thật sao? Đúng vậy, cậu ta chính là người mà Phượng tộc ta đang chờ đợi. Ánh mắt Phượng Tổ Thiên Ma thoát cái tối đi, rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Tôi! Diệp Bắc Minh cau mày, các người đợi tôi làm gì? Lúc này, Diệp Bắc Minh mới kinh hãi phát hiện ra, Phượng Cửu đứng thừ người ra tại chỗ với ánh mắt vô hồn, ngay cả hô hấp cũng không còn. Đóng băng thời gian. Phượng Tổ Thiên Ma vậy mà làm thời gian ngừng trôi. Thấy Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Phượng Tổ Thiên Ma phun ra một câu, đừng lo, Phượng Cửu không sao đâu. Những lời tôi nói tiếp đây vô cùng quan trọng, con bé không có tư cách để nghe. Phượng Tổ Thiên Ma cũng không giải thích quá nhiều mà đi thẳng vào trọng tâm, Diệp Bắc Minh, cậu cảm thấy thế gian này thế nào? Diệp Bắc Minh ngẩn người, có ý gì? Phượng Tổ Thiên Ma mỉm cười, chính là ý trên mặt chữ, phép tắc võ đạo, chuyển đổi thế giới từ thấp tới cao của thế gian này, cậu cảm thấy thế nào? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh hiển nhiên không ngờ tới Phượng Tổ Thiên Ma sẽ hỏi như vậy. Tiền bối, người rốt cuộc có ý gì? Phượng Tổ Thiên Ma vẫn lắc đầu, cậu trả lời tôi trước, cậu cảm thấy với tư cách là một người tu võ thì những thế giới, đẳng cấp, cảnh giới này khiến cậu cảm thấy thế nào? Diệp Bắc Minh suy ngẫm một lúc mới phun ra một câu, quá nhiều cảnh giới, hơn nữa, các thế giới nhỏ lẻ cũng quá nhiều. Đột phá xong một thế giới thì phía trên vẫn còn những thế giới lớn mạnh hơn nữa. Cảnh giới, thế giới dường như là vô tận. Phượng Tổ Thiên Ma cười gật đầu, đúng vậy, xem ra cậu cũng phát hiện ra vấn đề này rồi. Đối với những người tu võ ở thế giới thấp, thế giới quả thực là nhiều vô tận, cảnh giới cũng vậy. Trong suốt cuộc đời của mình, họ không ngừng nỗ lực nâng cao cảnh giới, đột phá sang thế giới mới, rồi lại thăng cấp cảnh giới, đột phá thế giới. Cuối cùng một ngày nào đó, tuổi thọ của họ cạn kiệt, không còn cách nào đột phá nữa. Bà ta lại nở nụ cười thần bí, chỉ cần cảnh giới và thế giới đủ nhiều. Người tu võ sẽ không suy nghĩ xem thế giới này có hay không có vấn đề, hay là những cảnh giới võ đạo này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không. Lông mày Diệp Bắc Minh nhảy lên. Khi Phượng Tổ Thiên Ma nói ra những lời này, trong lòng anh chợt dâng lên một trận hoảng hốt, tựa như đã nắm bắt được thứ gì đó, nhưng dường như cũng không có gì. Tiền bối, rốt cuộc người muốn nói gì? Tôi muốn nói cho cậu biết sự thật về thế gian này. Sự thật. Con người Diệp Bắc Minh co rụt lại. Phượng Tổ Thiên Ma gật đầu, thế giới mà cậu đang ở, hoặc là nói thế giới mà chúng ta đang ở này chính là một nhà tù khổng lồ. Tất cả mọi người ở trong nhà tù này cả đời cũng không thể biết được bí mật của thế gian này. Người bình thường trải qua một cuộc đời giống như phận kiến cỏ. Cho dù bước lên con đường võ đạo, không ngừng nâng cao cảnh giới, cũng sẽ phát hiện ra rằng thế giới mà mình đang ở không phải là điểm cuối, cho dù một phần một tỷ người tu võ đột phá tới thế giới hiện tại. Thì khi tiến vào thế giới tiếp theo, lại phát hiện ra rằng bản thân lại phải bắt đầu lại từ đầu. Diệp Bắc Minh trợn to hai mắt, ngỡ ngàng nhìn Phượng Tổ Thiên Ma. Anh quả thực có loại cảm giác này. Mọi thứ giống như một con lật đật, hết lớp này tới lớp khác. Nó là vô cùng vô tận, sau khi anh trở thành người có lực chiến đấu mạnh nhất tại một thế giới. Thì trên đầu vẫn còn một thế giới càng thêm lớn mạnh. Khi anh bước vào thế giới tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Trái tim Diệp Bắc Minh co thắt lại, tiền bối, ý của người là. Anh của lúc này tựa hồ đã hiểu được bí mật của thế gian này. Phượng Tổ Thiên Ma cười tự giễu, có người cố ý làm như vậy là để cho những người tu võ có tài năng dị bẩm không ngừng theo đuổi và đột phá các tầng cao võ đạo. Thoát khỏi, nhà tù, nhỏ lại rơi vào nhà tù lớn hơn. Khi có người đạt đến ngục tù cuối cùng, thời gian sắp hết thì sẽ sắp xếp Hắc Thủy tộc tới tiêu diệt. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, những kẻ cai trị nhà tù kia liền có thể vĩnh viễn kê cao gối mà ngủ. Diệp Bắc Minh vô cùng chấn động. Lý luận mà Phượng Tổ Thiên Ma đưa ra thực sự quá kinh người. Nếu tất cả những điều này là thật,
chẳng phải điều đó có nghĩa là anh vẫn luôn trưởng thành trong một nhà tù sao? Tiền bối, người đang đùa sao? Mí mắt Diệp Bắc Minh giật liên hồi. Vào lúc này, thế giới quan của anh dường như đã bị bóp nát. Sau đó tập hợp lại. Phượng Tổ Thiên Ma cười đầy thâm ý, Diệp Bắc Minh, có phải cậu đang dao động rồi không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trong tay cậu cũng giống như cậu vậy, được một vị cường giả tuyệt thế xây dựng lên. Ông ấy muốn công phá nhà tù này, nhưng đáng tiếc lại thất bại rồi. Diệp Bắc Minh nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh như mưa, sao người lại biết Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ở trong tay tôi? Phượng Tổ Thiên Ma thản nhiên nhìn anh đáp, bởi vì năm đó tôi đã cùng võ tổ kề vai chiến đấu. Là tôi tận mắt chứng kiến cảnh Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bị phá hủy. Là tôi tận mắt nhìn thấy đám người theo gót võ tổ bỏ mạng, thần hồn của một vài người thì hoàn toàn tan biến. Còn có một số người không muốn chết nên đã tiến vào luân hồi. Muốn mượn sức luân hồi để né tránh sự hủy diệt của nước đen, hy vọng một ngày nào đó thức tỉnh trí nhớ xông phá mảnh trời đất này, thoát khỏi nhà tù này. Tiểu Tháp, Diệp Bắc Minh trầm giọng hỏi, những lời bà ấy nói đều là thật sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kịch liệt rung chuyển, nó nối liền với máu thịt của Diệp Bắc Minh. Dòng máu của anh cũng bắt đầu sục sôi. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi. Võ Tổ, thất bại rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khàn giọng, tâm tình vô cùng suy sụp. Nhóc con, lời bà ấy nói đều là thật, chủ nhân của tôi thất bại rồi. Ông ấy muốn thoát khỏi gông xiềng của nhà tù này, rời khỏi thế gian này. Đáng tiếc lại bị một đám người ngăn cản, bị giết chết tại chính lối ra của nhà tù. Thân thể của ông ấy cũng bị đánh vỡ thành từng mảnh, rải rác khắp thế gian. Thần hồn của tôi bị thương tổn nặng nề, rơi vào trạng thái ngủ say mấy kỷ nguyên. Hắc thủy tộc, hủy diệt thế giới và ngăn chặn cường giả rời khỏi nhà tù này. Diệp Bắc Minh hoàn toàn chết lặng. Thế giới mà bản thân đang ở lại thực sự là một nhà tù. Bỗng nhiên, toàn bộ hỗn độn giới rung chuyển, một cảm giác giống như bị người theo dõi ập tới. Phượng Tổ Thiên Ma khẽ quát, không ổn rồi, những kẻ đó phát hiện ra tôi rồi. Diệp Bắc Minh, Hắc thủy tộc hủy diệt thế giới, là một thủ đoạn khởi động lại nhà tù này. Nếu cậu không muốn những người xung quanh chết thì hãy thoát khỏi nhà tù này. Nếu không mọi chuyện sẽ lặp lại. Cậu và những người cậu quan tâm đều sẽ chết. Ánh sáng màu máu lóe lên rồi vụt tắt. Khoảnh khắc Phượng Tổ Thiên Ma hoàn toàn biến mất. Ai? Cõi lòng Diệp Bắc Minh run rẩy. Một cảm giác khủng hoảng chưa từng có đánh úp tới. Lúc này anh giống như đang trần truồng đứng trước mặt người. Mọi bí mật của anh đều bị nhìn thấu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở anh một câu, nhóc con, đừng để lộ ra bất kỳ khác thường nào. Cô ta đang nhìn cậu đó. Cô ta là ai? Diệp Bắc Minh dựng tóc gáy. Một người phụ nữ, cậu đang làm gì thì cứ làm như vậy, cứ coi như cô ta không tồn tại đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hoàn toàn rơi vào im lặng. Thậm chí còn cắt đứt liên hệ với Diệp Bắc Minh. Lúc này Phượng Cửu mới tỉnh lại từ trong trạng thái thời gian ngưng động. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt khó hiểu, Diệp Bắc Minh, vừa rồi tổ tiên Phượng Tổ tôi nói gì với anh vậy? Cảm giác bị dòm ngó kia vẫn chưa biến mất. Diệp Bắc Minh tận lực giữ bình tĩnh, đáp, tiền bối Phượng Tổ nói tôi phải chăm sóc thật tốt cho em. Đồng thời giữ vững truyền thừa của Phượng Tổ. Tiểu Cửu em yên tâm, Phượng Tổ vì tôi mà xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ giúp em giải quyết. Mặt Phượng Cửu đỏ lửng như tôm luộc, ngượng ngùng gật đầu, Diệp Bắc Minh ôm chầm lấy cô vào lòng, nào, chuyện vừa rồi còn chưa làm xong, chúng ta tiếp tục thôi. Phượng Cửu xấu hổ đến nỗi giọng nói nhỏ như mũi kêu. Một luồng ma khí tràn tới bao bọc lấy hai người họ. Một lúc sau, vọng tới tiếng thở hổn hển. Còn có tiếng gầm khẽ khàng. Hừ, không biết xấu hổ. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới từ trong hư không. Giây tiếp theo, cảm giác bị người nhìn chòng chọc kia của Diệp Bắc Minh mới biến mất. Sau một nhịp thở, phía trên sông Mạc Uyên của hỗn độn giới, một cô gái với thân hình hoàn mỹ không tì vết bước vào trong hư không. Cô ta dường như không thuộc về thế giới này. Sông Mạc Uyên bên dưới điên cuồng gầm thét, cuốn lên từng đợt sóng khổng lồ cao hàng chục nghìn mét. Cô ta như không nhìn thấy, vẫn như cũ lướt trên không trung. Chỉ vài bước chân đã đến được điểm cuối con sông Mạc Uyên dài hàng triệu dặm. Phía trước, một tấm bia đá màu đen đứng sừng sững, cắm rễ vào giữa hư không. Nếu Diệp Bắc Minh có mặt tại đây nhất định sẽ bàng hoàng phát hiện ra, toàn bộ tấm bia đá màu đen này được vậy mà được điêu khắc hoàn toàn từ mẫu thạch hỗn độn.
Nước sông Mạc Uyên được sinh ra từ chính dòng khí hỗn độn dưới tấm bia đá này. Mọi phép tắc trật tự căn bản đều vô dụng ở nơi đây. Phía trên tấm bia đá, khắc bốn ký tự cổ kính, nhà tù số 7. Đột nhiên, khoảng không bên cạnh tấm bia đá rung chuyển, một thanh niên từ trong đó bước ra. Tên thanh niên đó mang trên mình khí chất tối cao vô thượng, giống như thiên đế giáng trần vậy. Thấy cô gái trước mặt, hắn ta liền lộ ra ý cười, sư muội, tông môn nói nhà tù số 7 này xảy ra chút hỗn loạn, kêu ta tới nhìn xem. Tình hình thế nào rồi? Tất cả đều bị bóp chết từ trong trứng nước, đã không sao rồi, cô gái lạnh lùng lắc đầu. Tên thanh niên mỉm cười đáp, sư muội, em canh giữ ở đây quá lâu rồi, có cảm thấy cô đơn không? Hay là tôi ở lại bầu bạn với em nhé? Nói đoạn liền bước tới chỗ cô gái, muốn nắm lấy tay cô ta. Cút! Cô gái nhấc tay quét qua một chưởng, hư không tiêu tán. Tên thanh niên nổ tung tại chỗ, hóa thành một đám xương máu. Nhưng ngay lập tức, làn xương máu đã tập hợp lại hóa lại dáng vẻ của tên đó. Hắn ta hãi hùng lùi lại, sợ hãi không thôi nhìn chăm chăm cô gái, cô. Ánh mắt cô gái rét lạnh như hầm băng, trong mắt đàn ông các người chỉ có chuyện này thôi sao? Cút, nhà tù số 7 không hoan nghênh anh, nếu còn dám bước chân đến đây một lần nữa, tôi sẽ khiến anh đến cơ hội phục sinh cũng không còn. Côn Ngô Mật Phi, cô cứ đợi đó cho tôi. Đôi mắt của tên thanh niên lập tức đỏ quạo, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng có xuất thân từ gia tộc Côn Ngô thì có thể ngồi lên đầu người khác. Còn không phải vẫn phạm sai lầm đó sao? Nói một cách dễ nghe là kêu cô tới canh gác nhà tù số 7. Mà khó nghe thì cùng việc bị tống giam vào nhà tù số 7 có gì khác biệt? Nếu thức thời liền gả cho tôi. Chết đi. Những ngón tay thon thả trắng dài như cọng hành của Côn Ngô Mật Phi chỉ tới, sức mạnh của một đạo phép tắc liền hạ xuống. Gã thanh niên một lần nữa hóa thành xương máu, cuộn lên một luồng khí hỗn độn lúc xương máu sắp bị tiêu diệt. Đừng, đừng giết tôi. Từ trong làn xương máu vọng tới một giọng nói đầy kinh hoàng. Khi Côn Ngô Mật Phi thoáng do dự thì hư không dao động, xương máu nhanh chóng biến mất. Coi như anh chạy nhanh. Côn Ngô Mật Phi hừ lạnh một tiếng. Cô ta tiến lên một bước, ngồi xếp bằng dưới mẫu thạch hỗn độn. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể bình ổn lại tâm trạng, trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng trong hang động vừa rồi. Diệp Bắc Minh căn bản không dám dừng lại. Sau một ngày một đêm, khi chắc chắn rằng cảm giác bị nhìn trộm kia đã biến mất anh mới dừng lại. Bắc Minh, Phượng Cửu sớm đã thở không ra hơi. Vừa kết thúc liền chìm vào giấc ngủ sâu. Diệp Bắc Minh giúp Phượng Cửu mặc xong quần áo, lúc này mới hô lên, tiểu tháp, mau ra đây đi. Giây tiếp theo, giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, cậu không sao chứ, thật quá tốt rồi. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may cô ta không phát hiện ra chúng ta có bất thường gì. Không. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra một câu, khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của cô ta thì cô ta đã phát giác ra tôi rồi. Hơn nữa cô ta hẳn là trong nháy mắt đã biết rõ mọi bí mật của cậu, nhưng không giết chết cậu hẳn là vì coi thường. Không đến nỗi đó chứ. Diệp Bắc Minh trợn trắng mắt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười khổ, nhóc con, là vậy đó. Chính là như vậy. Khoảnh khắc gặp Phượng Tổ Thiên Ma kia, tôi đã nhớ lại mọi thứ. Hỗn độn giới hẳn là lối vào của nhà tù này, cũng là lối ra. Chủ nhân đầu tiên của tôi cũng chính là võ tổ của thế giới này đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện của người tu võ, cũng tạo ra tôi. Chủ nhân đầu tiên của tôi hẳn là nhóm phạm nhân đầu tiên của nhà tù số 7. Diệp Bắc Minh sờn tóc gáy, tiểu tháp à, nơi này thực sự là một nhà giam sao? Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu, thuận theo dòng chảy của sông Mạc Uyên đến điểm cuối, chủ nhân đầu tiên của tôi đã từng tới đó. Ở đó có một cô gái hoàn mỹ vô khuyết canh gác, chủ nhân của tôi đã từng giao chiến với cô ta. Chỉ một chiêu là bại trận. Trời ạ! Diệp Bắc Minh hít ngược một ngụm khí lạnh. Người tạo ra Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vậy mà bại dưới tay cô gái đó, kiên trì không nổi lấy một chiêu. Diệp Bắc Minh nuốt khan, tiểu tháp à, thực lực thật sự chênh lệch lớn đến vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lắc đầu, thực lực không phải cách biệt quá xa, mà là tại nhà tù số 7 này, phép tắc của toàn thế giới này đều do cô ta quy định. Nói cách khác, tất cả phép tắc, công pháp võ đạo mà cậu lĩnh ngộ được đều dựa trên phép tắc mà cô ta sáng tạo ra. Cô gái đó chỉ cần một suy nghĩ liền có thể lật đổ cả một thế giới. Diệp Bắc Minh rơi vào trầm mặc. Lần đầu tiên trong lòng anh có cảm giác tuyệt vọng.
Đôi mắt anh có chút ửng đỏ, tiểu tháp, không lẽ chúng ta cứ như vậy chấp nhận số mệnh sao? Đột nhiên, nghĩa địa hỗn độn rung lắc dữ dội. Tấm bia mộ thứ 8 lóe lên, giọng nói của vua thời gian truyền tới, nhóc con, bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của tôi chưa? Hắc thủy tộc không có gì đáng sợ. Cô gái ở cuối sông Mạc Uyên kia mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu cậu không làm được, bổn tọa khuyên cậu cứ việc đầu thai, trở thành tấm bia mộ thứ 10 trong nghĩa địa hỗn độn, không có gì mất mặt cả. Rốt cuộc thì 9 người chúng ta đều thất bại. Nghe được lời này, Diệp Bắc Minh ngược lại bật cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh tôi có thể đi tới ngày hôm nay chính là vì không tin vào số mệnh. Nếu thế gian này thực sự là một nhà tù, vậy Diệp Bắc Minh tôi nhất định phải là người đầu tiên bước ra khỏi đây. Về phần cô gái mà mọi người vừa nhắc tới khủng bố cỡ nào. Thứ ông đây không sợ nhất chính là phụ nữ. Các người sợ cô ta đến thế sao? Diệp Bắc Minh nhếch môi cười tâu toét, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, tôi không chỉ muốn vượt ngục, mà còn muốn hiếp chết cô ta. Mẹ kiếp! Tại điểm cuối sông Mạc Uyên. Hắt xì. Côn Ngô Mật Phi bất giác hắt xì hơi, đôi mày như vẽ trên gương mặt tuyệt mỹ hơi cao lại, ai đang nói xấu sau lưng mình vậy? Vua thời gian nghe được lời này của Diệp Bắc Minh thì có chút ngớ người. Rồi lập tức phá lên cười, ha ha ha, nhóc con, nếu cậu thực sự có thể tán tỉnh người phụ nữ đó, không biết chừng chuyện này thật sự sẽ xoay chuyển được. Tuy nhiên, tôi từng gặp cô ta trước đây rồi, tính cách lạnh lùng lắm. Căn bản không có thứ gì có thể làm cô ta rung động cả, trừ khi cô ta chủ động lựa chọn cậu, nếu không tất cả cũng chỉ là hy vọng hão huyền. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, vua thời gian tiền bối, không lẽ thực sự không còn cách nào khác sao? Năm đó mọi người đều đi đến cuối sông Mạc Uyên liền không có bước ngoặt nào nữa à? Vua thời gian thở dài một tiếng, mộ chủ, không phải bổn tọa muốn đả kích cậu. Khi cậu được nhìn thấy thủ đoạn của người phụ nữ đó cũng sẽ tuyệt vọng giống như tôi vậy. Cả đời bổn tọa đều dốc sức nghiên cứu lĩnh vực thời gian, thậm chí có thể đảo ngược thời gian cùng không gian, quay về quá khứ trong chốc lát. Bổn tọa tưởng rằng có thể lợi dụng lĩnh vực thời gian để đánh bại người phụ nữ đó. Nhưng nói tới đây, vua thời gian run rẩy, cậu có biết bổn tọa đã nhìn thấy cái gì không? Diệp Bắc Minh nghi hoặc, cái gì? Vua thời gian nhắm mắt lại, khi tôi thi triển lĩnh vực thời gian, người phụ nữ đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới. Thậm chí tốc độ của cô ta còn nhanh hơn cả tôi, dường như cô ta mới là chủ nhân thật sự nắm giữ thời gian. Vào lúc đó, đạo tâm của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Khi nói những lời này, giọng nói của vua thời gian vẫn đang run rẩy. Diệp Bắc Minh im lặng, trên thế gian này thực sự có người không thể đánh bại sao? Không thể nào. Chỉ cần là người, cho dù là người sáng tạo ra thế giới này, thậm chí là vị thần tạo ra cả thế giới cũng phải có điểm yếu. Đột nhiên, toàn bộ hỗn độn giới rung chuyển, hang động nơi Diệp Bắc Minh và Phượng Cửu ẩn náu cũng bắt đầu rung chuyển theo. Chuyện gì xảy ra thế? Diệp Bắc Minh bước ra khỏi hang động. Ngẩng đầu nhìn lên, kết giới bao quanh toàn bộ hỗn độn giới vậy mà sáng lên. Giọng nói của Đế Ngao thông qua nút nối sức mạnh vang vọng tới toàn bộ hỗn độn giới, Diệp Bắc Minh, bổn vương biết mày đang nghe, nếu mày muốn trốn liền dẫn theo Phượng Cửu trốn chạy cả đời đi. Bổn vương sẽ không lãng phí thời gian truy tìm mày nữa, từ giờ phút này trở đi, cứ mỗi 15 phút, tao sẽ giết chết 1.000 người của Phượng tộc. Sau 45 phút. Tất cả thủ lĩnh cấp cao của Phượng tộc sẽ bị chém đầu trước công chúng tại thành Thiên Ma. Có tới hay không đều tùy thuộc vào mày. Nhưng bổn vương tin, mày nhất định sẽ tới. Âm thanh đột ngột dừng lại. Em phải đi cứu phụ vương cùng mọi người, Phượng Cửu đã tỉnh lại, giống như phát điên lao về phía thành Thiên Ma. Diệp Bắc Minh một phát tóm lấy cô, ôm vào trong lòng, tiểu Cửu à, đừng manh động. Bắc Minh, em cầu xin anh, để em đi đi mà. Phượng Cửu bật khóc nghẹn ngào, đây đều là lỗi của em, nếu em không dẫn anh về Phượng tộc. Thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, đều là lỗi của em. Diệp Bắc Minh ôm chặt lấy Phượng Cửu, nhìn thẳng vào mắt cô nói, tiểu Cửu, em nghe tôi nói đã. Chỉ cần em làm theo lời tôi nói, tôi bảo đảm phụ vương của em, còn có cả những người khác đều sẽ bình an vô sự. Thành Thiên Ma, quảng trường có sức chứa hàng trăm triệu người một mảnh xôi trào, còn náo nhiệt hơn cả dịp lễ Tết. Ánh mắt của tất cả đều dán chặt lên bục cao được xây dựng ở trung tâm quảng trường. Hàng chục ngàn người của Phượng tộc đều bị trói bằng gông cùm và quỳ trên mặt đất. Tới giờ rồi, chém. Ở bên bục cao, một ông lão mặt không cảm xúc hô vang.
1.000 người Phượng tộc bị đè xuống ở mép đài cao, tên đao phủ giơ cao thanh đao sắc lẹm. Đừng mà! Phượng vương đau đớn gào lên. Đao sắc hạ xuống, 1.000 chiếc đầu lăn lông lốc xuống từ bục cao, một đám ma thú cấp thấp bên dưới vội lao tới, thi nhau ngấu nghiến phần xác và đầu. Chúng ăn xong còn ngẩng đầu nhìn lên, liếm lưỡi ra chiều thòm thèm. Đế ngao! Phượng vương không thể nhẫn nhịn được nữa, phẫn hận gầm lên giống như dã thú, ông muốn giết thì giết một mình tôi, tại sao lại tàn sát người Phượng tộc tôi? Thả bọn họ ra, mạng của tôi ông cứ lấy. Đế ngao ngồi cách đó không xa, nửa thân thể bị Diệp Bắc Minh phá hủy vẫn còn rất yếu. Ông ta nở nụ cười hung ác, Phượng vương, mạng của ông sớm muộn đều nằm trong tay tôi. Bây giờ là đang trừng phạt Phượng tộc các ông cấu kết với tên tiểu tạp chủng Diệp Bắc Minh kia, muốn trách thì hãy trách con gái Phượng Cửu yêu quý của ông. Nếu không phải tại nó, Phượng tộc các ông sao có thể rơi đến bước đường cùng này? Phượng vương đỏ mắt gầm lên, đế ngao, đừng có buộc tội lên đầu con gái tôi. Đế tộc tâm địa hiểm độc. Các người mới thực sự là đám tạo phản, lão ma hoàng năm đó. Nói tới đây, Phượng vương lại im bặt. Bởi tiếng truyền âm của đế ngao đã văng vẳng bên tai ông ấy, ông nói đi. Chỉ cần ông nói ra bí mật năm đó, tôi cam đoan 1.000 cái đầu nữa sẽ lại rơi xuống. Ông! Phượng vương cắn chặt răng. Hãy nói ông tự mình nổi lòng mưu phản, cầu xin tôi tha thứ. Đế ngao tiếp tục đùa bỡn, không nói phải không? Vậy lại chém thêm 1.000 người nữa. Tôi nói. Phượng vương bất lực đành phải ngửa mặt lên trời hét lớn, xin lỗi đế chủ. Là Phượng tộc tôi mưu đồ tạo phản, là tôi cấu kết với Huyền tộc. Xin đế chủ hãy tha thứ, xin tổ tiên ma tộc tha thứ. Phượng tộc tôi biết sai rồi, sẵn sàng chịu chết. Vương thượng, người đang nói vớ vẩn gì vậy? Mọi người trong Phượng tộc kinh ngạc trợn mắt. Bọn họ đương nhiên không tin Phượng vương sẽ tạo phản. Quả nhiên là do Phượng vương phản loạn thất bại, bị đế chủ mạnh mẽ chân áp. Hừ, Phượng tộc đúng là đám lòng muông dạ thú. Bao nhiêu năm qua chúng đã giành được bao nhiêu lợi ích rồi. Nhưng lại vẫn cấu kết với tàn dư của Huyền tộc để tạo phản. Phượng tộc đúng là đáng chết. Đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung, tôi nhổ vào. Vô số trứng thối và rau cỏ nát đồng loạt ném về phía Phượng vương. Thức ăn ôi thiêu cơ hồ chôn vùi ông ấy. Nhưng Phượng vương vẫn cắn chặt răng, một dòng huyết lệ lăn dài xuống má. Đế ngao, đế cơ, đế trần cười ung dung xem kịch. Trần Nhi. Chiêu này của con thật sự có tác dụng sao, đế cơ nhìn con trai bên cạnh hỏi. Đế trần mặc mãng bào, nhưng lại ngồi trên ngai vàng của ma hoàng. Ông ta gật đầu, mẫu hậu, con rất hiểu Diệp Bắc Minh. Tên tiểu tạp chủng này vô cùng quan tâm đến người xung quanh. Phượng Cửu này đã là người phụ nữ của hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ với sự sống chết của Phượng tộc. Đế cơ suy tư gật đầu. Giây tiếp theo. Phụ hoàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp đó, một người phụ nữ mặc cung trang đỏ rực như lửa lao vụt tới như sao băng, quỳ xuống trước mặt Phượng vương, những ngón tay mảnh khảnh điên cuồng gạt bỏ đống đồ ăn hôi thối xuống. Hàng chục cường giả của đế tộc sầm mặt chuẩn bị tiến lên. Dừng tay. Đế ngao lắc đầu. Mấy chục cường giả đế tộc lúc này mới dừng lại bước chân, không ngăn cản hành động của Phượng Cửu. Mẫu hậu, người xem, không phải người tới rồi đó sao? Khóe miệng đế trần hiện lên một tia trêu chọc. Ánh mắt đế cơ vừa chuyển liền hướng về phía cuối đám người. Chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ở cuối quảng trường thiên ma, xung quanh rực cháy ngọn lửa trông vô cùng đáng sợ. Trời, dị hỏa, phần thiên chi diễm, đám ma tộc xung quanh đều giật mình, nháo nhào lui lại. Đây thế nhưng là phần thiên chi diễm, một khi bị nhiễm phải, nhất định sẽ biến thành tro bụi. Ngay lập tức, tất cả nhường ra một con đường. Để mặc Diệp Bắc Minh đi qua. Ánh mắt đế ngao âm trầm, như móc câu nhìn Diệp Bắc Minh chòng chọc, tên tiểu tạp chủng này đúng là dám tới thật. Đế trần cười đầy kiêu ngạo, Diệp Bắc Minh, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Đúng là khiến người ta phải bất ngờ mà, mày vậy mà thực sự dám tới, xem ra tao không nhìn lầm mày. Diệp Bắc Minh thở dài, không đến thì cũng không có cách nào khác. Cũng không thể đơ mắt nhìn ông giết tộc nhân của người phụ nữ của tôi chứ. Phượng Cửu, cậu ta chính là. Ánh mắt Phượng Vương rơi trên người Diệp Bắc Minh. Đồ ăn bị thối rữa xung quanh đã sớm được Phượng Cửu dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phượng Cửu đỏ mặt, khẽ gật đầu, phụ hoàng, anh ấy là Diệp Bắc Minh, là người đàn ông con đã chọn. Được. Phượng Vương nặng nề gật đầu.
Trước tiên, không nói đến thực lực của Diệp Bắc Minh như thế nào. Chỉ với hành động dám đến đây, trách nhiệm và dũng khí đó, đã hơn một đám người rồi. Mẹ nó, danh con, mày cũng xứng làm đàn ông của quận chủ Phượng Cửu à? Dựa vào cái gì chứ? Quận chủ Phượng Cửu xinh đẹp như vậy, mày có tư cách gì mà làm người đàn ông của cô ấy? Trong đám người, có một vài người của ma tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Phụt! Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, kiếm càn khôn chấn ngục quét qua. Hơn trăm người vừa mở miệng mỉa mai anh biến thành xương máu ngay tại chỗ. Những người khác của ma tộc sợ hãi không ngừng lui về phía sau, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, không ngờ anh lại dám ra tay. Hừ! Mười mấy người cảnh giới thiên tôn hậu kỳ của đế tộc lao ra, bao vây Diệp Bắc Minh. Không được cử động. Diệp Bắc Minh gầm lên, ai dám lên trước một bước, tôi lập tức dùng dị hỏa tự sát. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Đế Trần sợ hãi vội vã hét lên, dừng lại, tất cả dừng lại cho tôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên một nụ cười. Xem ra, cách này thật sự có hiệu quả. Trần Nhi, đế cơ cau mày, chúng ta muốn thằng danh này chết, nếu nó tự sát, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Hốc mắt đế Trần đỏ bừng, mẫu thân, không được. Trong cơ thể thằng nhóc này có huyết mạch của huyền tộc, nếu nó chết đi, sao còn có thể thu thập huyết mạch của tứ đại ma tộc, mở ra cấm địa thiên ma chứ? Không vào được cấm tộc thiên ma, sẽ không có cách nào được tổ tiên thiên ma thừa nhận. Hoàng vị này, con đã thừa kế mấy chục triệu năm rồi. Mẫu thân, hoàng vị này của con danh không chính ngôn không thuận. Đắc vị bất chính, luôn là cái gai trong lòng đế Trần. Ông ta nhất định phải danh chính ngôn thuận, nhất định phải được tổ tông thiên ma công nhận. Vì thế, Diệp Bắc Minh, tạm thời không thể chết. Được, dù sao nó cũng xuất hiện rồi, để nó sống thêm một lát cũng không sao, đế cơ gật đầu, không nói gì thêm. Đế Trần cố gắng dùng ngữ điệu hết sức bình tĩnh, lộ ra một nụ cười, Diệp Bắc Minh, đừng xúc động. Có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Diệp Bắc Minh cười, nói cái con mẹ nhà ông. Mẫu thân của ông đế cơ, loạn luân với anh trai ruột của mình, đẻ ra em trai tên là đế cuồng, ông có biết không? Toàn trường trở nên náo nhiệt. Con mẹ nó, tin tức hot vậy sao? Hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào đế cơ và đế ngao. Sốc, ngạc nhiên, nghĩ ngợi, bừng tỉnh, mày đang nói gì? Đế Trần sững sờ đứng bật dậy, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía đế cơ. Sắc mặt đế cơ khó coi đến cực điểm, hận không thể xé nát Diệp Bắc Minh ngay tại chỗ. Đế cơ gần như sụp đổ, căn bản không ngờ Diệp Bắc Minh dám nói những điều này ra, giống như phát điên gầm lên, Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày muốn chết sao? Còn dám nói nhảm nữa, tao cam đoan sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất thế gian giết chết mày. Thần hồn của mày sẽ bị ném vào sông Mặc Uyên, vĩnh viễn không thể đầu thai. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đây chính là lý do bà làm sằng làm bậy với đế ngao à? Mày muốn chết? Đế cơ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Một thanh ma kiếm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay bà ta, rồi dồn lực chém về phía Diệp Bắc Minh. Mẫu hậu! Sắc mặt đế Trần tái mét, mau ngăn bà ấy lại. 10 bóng người lập tức tiến lên ngăn cản đế cơ, chính là 10 tên thiên ma thượng cổ trước đó từng lùng giết Diệp Bắc Minh. Các ngươi dám cản ta, đế cơ phẫn nộ tới cực điểm. 10 tên thiên ma thượng cổ liên tục lên tiếng, Thái hậu, xin lỗi. Mệnh lệnh của thiên ma hoàng là trên hết. Đế Trần cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh chăm chăm, Diệp Bắc Minh, mày là một người thông minh. Nếu mày đã dám tới đây, nhất định phải có con át chủ bài cho riêng mình. Chúc mừng, mày cược đúng rồi, nói đi, mày muốn thứ gì? Diệp Bắc Minh thẳng thắn đáp. Thả tất cả người của phượng tộc, khởi động kết giới của hỗn độn giới. Diệp Bắc Minh tôi tùy các người xử lý. Không thể nào. Đế Trần quả quyết lắc đầu. Vậy thì không cần phải đàm phán nữa nhỉ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, vậy tôi đi đầu thai đây, tạm biệt. Nói đoạn phần thiên chi diễm liền dựa sát vào cơ thể anh. Trong phút chốc, một góc quần áo đã bốc cháy. Đợi đã, cứ bình tĩnh, chúng ta thương lượng lại, hai mắt đế Trần đỏ ngầu cuống quýt gầm lên. Thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh khẽ buông, góc áo rách nát vừa chạm đất liền hóa thành cho bụi. Mày! Lồng ngực đế Trần phập phồng kịch liệt. Diệp Bắc Minh quả thực là một kẻ điên, đây thế nhưng là phần thiên chi diễm đó. Không cẩn thận liền biến thành cho tàn, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Người đâu, mở ra kết giới, thả người. Cái gì, thả người? Đế Ngao lập tức giãy nảy, giận dữ gào lên. Đế Trần, Phượng tộc mưu phản, người vậy mà thả người. Đế Trần nhìn qua với đôi mắt đỏ hoe, Đế Ngao, ngươi là Thiên Ma Hoàng hay là trẫm? Cái này, Đế Ngao giật mình, sắc mặt thoát cái đen như đáy nồi, xem ra Đế Trần đã không còn trong tầm khống chế của ông ta nữa. Một lúc sau, xiềng xích vây hãm trên người các thành viên Phượng tộc đều được dỡ bỏ, toàn bộ tụ tập lại với nhau. Răng rắc, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kết giới phía trên hỗn độn giới mở ra một lỗ hổng. Diệp Bắc Minh hét lớn, tiểu cửu, mang người trong tộc của em rời đi đi. Phượng cửu liều mạng lắc đầu, không được. Bắc Minh, anh đi cùng chúng em đi. Diệp Bắc Minh, đi cùng chúng tôi, cho dù phải mở đường máu ra ngoài. Bàn tay Phượng Vương nắm vào không trung, cung thần liền xuất hiện. Những thành viên khác của Phượng tộc cũng tế ra vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối, nếu khai chiến ở trong tình huống này, kết cục cuối cùng nhất định chỉ có Phượng tộc diệt vong. Vì vậy, tốt nhất mọi người vẫn nên rời khỏi hỗn độn giới đi. Đế Trần cười khẩy, nhóc con, mày ngược lại khá thông minh đó. Nhưng, trên gương mặt già nua của Phượng Vương không giấu được nét đấu tranh. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tiền bối, đây là tôi nợ tiểu cửu. Nói đoạn, ánh mắt lại rơi xuống người Phượng cửu, tiểu cửu, em quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Đưa người trong tộc của em tới nơi đó đi. Tôi hứa với em, nhất định sẽ sống sót. Ngoan, nghe lời. Bắc Minh. Phượng cửu nước mắt rơi như mưa, cắn chặt răng ngà, tha thiết gật đầu, được. Em rất ngoan, tiểu cửu nhất định sẽ ngoan ngoãn. Toàn bộ Phượng tộc đi theo tôi. Sải bước phá không, tiếng Phượng Hoàng ngân vang vọng khắp trời. Hóa thành một con Phượng Hoàng rực lửa, đập cánh hướng về vết nứt không gian của hỗn độn giới. Diệp Bắc Minh, là chúng tôi nợ cậu. Phượng Vương liếc Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, rồi dứt khoát đưa người của Phượng tộc rời đi. Diệp Bắc Minh dõi mắt nhìn theo hướng đi của Phượng tộc, xuyên qua khe nứt không gian anh có thể thấy Phượng cửu lưu luyến liếc anh một cái rồi mới đành lòng rời đi. Kết giới đóng lại. Diệp Bắc Minh, mày đã vừa lòng chưa? Đế Trần lạnh giọng hỏi. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, cảm ơn, tạm biệt. Dứt lời liền tiến lên trước một bước, ảnh thuấn. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi cách xa vạn mét. Đế Trần cười dữ tợn, muốn đi, mời lão tổ hãy giữ hắn lại. Một giọng nói ực kỳ già nua vang lên, nhóc con, là cậu tự mình ở lại. Hay là để lão phu phải ra tay đây? Lời này vừa vang thì một thân hình cao hàng tỷ thước hiện ra từ trong hư không, bao trùm lấy toàn bộ vòng trời. Một bàn tay khô khốc vươn về phía Diệp Bắc Minh giống như muốn tóm một con kiến. Đại năng thượng cổ của ma tộc. Một áp lực vô hình bùng nổ. Lão tổ thiên ma. Vô số ma tộc có mặt tại quảng trường thiên ma bất giác quỳ sụp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh khẽ quát, tiểu tháp, ra tay đi. Một thanh âm như chuông đồng ngân vang, từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lão tổ thiên ma chỉ kịp nhìn thấy một tòa bảo tháp cổ kính giống như sao băng lao vút ra khỏi lồng ngực Diệp Bắc Minh, đâm sầm vào cánh tay ông ta. Cánh tay tức khắc nổ tung. Mưa máu bắn tung tóe. Nhưng tòa tháp đó không có dấu hiệu dừng lại, mà tiếp tục mang theo khí thế hủy thiên diệt địa không gì ngăn cản nổi đè ép về phía trước. Không. Lão tổ thiên ma không cam lòng rít lên một tiếng, toàn thân phát ra một tiếng nổ vang tanh bành tạo thành một màn xương máu nuốt gọn lấy thành thiên ma. Lão tổ, làm sao có thể như vậy? Đế Trần há hốc mồm kinh ngạc. Cái này. Đế Ngao cùng đế cơ cũng bị dọa cho ngây ngốc. Thân thể không kìm được run lẩy bẩy. Diệp Bắc Minh vậy mà có năng lực giết chế lão tổ thiên ma. Vậy tại sao hắn lại phải lấy việc tự sát ra uy hiếp họ? Thậm chí sau khi hạ gục được lão tổ thiên ma, đầu cũng không ngoảnh lại liền co cẳng chạy đi mất. Hắn chạy làm cái gì? Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người lúc này. Tiếp đó, toàn bộ thành thiên ma rung chuyển dữ dội, nguồn gốc đến từ nơi sâu nhất trong hoàng cung thiên ma, cấm địa thiên ma. Răng rắc, kết giới của cấm địa thiên ma vỡ nát. Một giọng nói già nua đan xen nhiều loại cảm xúc, kích động, ngạc nhiên, không dám tin tưởng vọng tới, tháp trấn ngục đại nhân. Thần hồn của nó trở lại rồi. Tốt quá rồi, nó quả nhiên chưa chết, mau đuổi theo nó. Chỉ cần nuốt nó, chúng ta liền có thể giành được truyền thừa của người đó. Đuổi theo,
hơn trăm bóng người giống như sao băng vút bay lên trời, lao ra khỏi cấm địa thiên ma. Tựa hồ hơi thở của từng người đều mang sức mạnh của đại năng thượng cổ. Trời ạ, hơn 100 vị đại năng thượng cổ, đều đuổi theo Diệp Bắc Minh rồi. Chẳng trách hắn lại phải chạy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.